Ok, Hùng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư và rất vui được gặp lại cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta cũng như 4.000 khoảng 4.500 anh chị em là những thành viên của kênh chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng. Một năm mới xuân Canh Tý chúng ta sẽ có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều thành công và đặc biệt chúng ta sẽ trở thành những chiến binh trên từng con sóng. Và để chuẩn bị cho một cái tuần giao dịch mới, để chuẩn bị một tuần giao dịch mới thì Hùng Lê sẽ tiếp tục làm một cái bản tin phân tích về định lượng và thị trường, và cũng là một cái điều nó khá là trùng hợp, nó khá là trùng hợp đó là cái bản tin cuối cùng của chúng ta trong năm cũ là bản tin video số 87 và bản tin đầu xuân là video số 88 phát phát thì Hùng Lê cũng hy vọng là một năm chúng ta sẽ gặt hái được nhiều thành công trên thị trường chứng khoán. Hiện tại thì Hùng Lê đang đón Tết ở quê nhà, chính vì vậy nên là cái thiết bị âm thanh thì Hùng Lê không có cầm về và sẽ thu âm trực tiếp từ micro của laptop, chính vì vậy nên là có thể nó sẽ lẫn một số các cái tạp âm. Thì không sao cả, chắc nó cũng không ảnh hưởng quá lớn đến cái chất lượng của chúng ta, chính vì vậy nên là chúng ta vẫn rất là ok. Thì trong bản điểm tin video số 87 thì Hùng Lê đã có một cái phân tích định lượng, tình hình định lượng thị trường từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 1. Thì bản thân là trong cái tuần đó thì thị trường chứng khoán của chúng ta chỉ giao dịch có 3 phiên và sau đó thì chúng ta bước vào một cái kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên Đán. Và trong cái kịch bản của Hùng Lê phân tích ở đây thì Hùng Lê có phân tích đề cập đến việc là VN Index của chúng ta sẽ lấp lại cái vùng 970 đến 975, tức là sẽ test test trả lại cái vùng đó và sau đó thì tiếp tục hình thành một cái nhịp tăng. Và tí nữa Hùng sẽ đi view lại chi tiết. Và các cái vị thế, tức là các cái mã cổ phiếu mà chúng ta đã đạt được những cái target phân tích thì chúng ta sẽ canh để chúng ta chốt dần các cái vị thế. Bản thân thì khi mà video 87 được xuất bản và kết thúc tuần giao dịch trước Tết thì rất nhiều những cái mã cổ phiếu của chúng ta trong team của chúng ta đã đạt được đến những cái target mà chúng ta phân tích rất là tuyệt vời, và cũng rất nhiều những anh chị em trong team của Hùng Lê đã chốt một phần hoặc là chốt bớt một ít, ví dụ như là đã chốt khoảng tầm độ 20% tỷ trọng danh mục các cái mã cổ phiếu đã đạt được cái target mà chúng ta phân tích. Về kịch bản của VN Index của chúng ta thì trong trong cái bản tin Mùng Lê phân tích kết thúc đó là đây các anh chị, đây là cái điểm xanh này, chính là cái điểm video số 87 xuất bản kết thúc ngày 17. Thì Mùng Lê có đánh giá rằng VN Index của chúng ta sẽ có những cái điểm lấp gáp lại ở cái vùng 900 970, đúng không ạ? 970 đến đây các anh chị, lấp lại vùng 970 đến vùng 975. Và trong cái kịch bản đó thì VN Index của chúng ta đã có những phiên là chạm về ở đây là cái cây nến này, thì cũng không biết là cây nến này thì nó chạm về đến đâu, sẽ xem lại một tí, tại vì là đây các anh chị thì cây nến này là có chạm về đến 976 khoảng tầm 975 976 đây. Đây thì là VN Index của chúng ta sẽ test lại ở những cái vùng này và sau đó sau khi mà test lại thành công thì lấp thành công cái vùng đó thì VN Index của chúng ta sẽ tiếp tục một cái hành trình đi đến cái đích tiếp theo Hùng Lê phân tích ở đây, đó chính là vùng 990 điểm. Và kết tuần chúng ta tạm gọi là kết tuần 3 phiên nhưng chúng ta cũng gọi là kết tuần, thì VN Index của chúng ta đã vượt kỳ vọng đó là gì, đánh về vùng 991 điểm, tức là cao hơn một điểm so với những phân tích dự báo của chúng ta. Còn đối với phái sinh thì như thế nào? Đối với phái sinh thì bản thân là Hùng Lê đã có những cái nhịp phân tích rất là dài cho các anh chị từ những cái điểm mà phái sinh của chúng ta chạm về vùng 870, sau đó thì có những cái điểm phân tích vượt thoát ở vùng 885. Đấy, những cây nến vượt vượt thoát ở vùng 885. Sau khi vượt thoát ở vùng 885 thì Hùng Lê có đánh giá rằng là phái sinh có khả năng sẽ test lại ở vùng sẽ test lại đây, test lại chính là cây nến đỏ vùng 887 đây các anh chị. Đây. Đó, sẽ test lại 890, đó, sẽ test lại đây một tí và sau đó thì sẽ tiếp tục kéo lên về vùng 900. Thì bản thân là trong cái video số 87 thì Hùng Lê chỉ dự báo phái sinh của chúng ta sẽ đánh về vùng 900. Nhưng trên thực tế là phái sinh của chúng ta đã đánh về vùng 909 điểm, tức là 910. Và bản thân
Trong các cái bản tin gần đây Hùng Lê có phát đi thì Hùng Lê có đánh giá rằng phái sinh của chúng ta đã đi vào một cái trend tăng dài. Đó, một trend tăng dài. Như vậy là khi các anh chị về đồng hành với team của Hùng Lê thì không những là các anh chị cập nhật được những cái bản tin của Hùng Lê ở bên chứng khoán cơ sở mà Hùng Lê có phân tích những cái trend của phái sinh. Vậy thì khi mà các anh chị long phái sinh đúng không ạ? Nếu mà chúng ta long từ vùng 870 và căn cứ những cái nhịp Hùng Lê phân tích ở đây, test chỉnh ở đây, hình như là đây có một phân tích một cái nhịp test chỉnh về vùng 875 đến vùng 877 thành công, và sau đó thì từ vùng này sẽ đánh về vùng 900 đó. Vậy thì chúng ta sẽ long được một cái vị thế rất là dài. Và đến một cái thời điểm nào đó Hùng Lê sẽ phân tích cái nhịp short cho anh chị, tức là đến thời điểm đó thì chúng ta sẽ short dài. Và khi nào thì chúng ta sẽ short dài thì các anh chị cứ xem những cái bản tin của Hùng Lê để chúng ta có được những cái cập nhật tốt nhất về thị trường. Và rõ ràng một điều là khi chúng ta có được những cái định lượng và những cái phân tích thì chúng ta sẽ ok hơn. Tức là Hùng Lê không nói rằng tất cả những phân tích của chúng ta nó sẽ đúng 100%, nó chỉ đúng được khoảng tầm 60% thôi. Như vậy là chúng ta cũng đã loại bỏ đi được rất nhiều những yếu tố rủi ro ở trên thị trường. Và hiện tại thì Hùng Dow Jones thì vẫn đang tăng, Nikkei và Shanghai Hang Seng thì đang bị giảm. Những cái nhịp giảm này thì chúng ta cũng biết là hiện tại thì trên cái thông tin mạng đang có lan truyền một cái virus viêm phổi cấp mà xuất phát từ Vũ Hán ở Trung Quốc. Thì chính vì vậy nên là có thể cái chứng khoán của Trung Quốc và có thể một vùng lân cận nó sẽ có những cái tác động tiêu cực nhất định. Còn đối với Việt Nam thì như thế nào? Sau kỳ nghỉ lễ Tết thì thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ đi ra sao? Thì chúng ta sẽ đi phân tích nội tại thị trường, tức là chúng ta định lượng thị trường trên cơ sở những cái gì chúng ta đang có. Chúng ta loại bỏ hết cái việc virus ra, đúng không? Bởi vì cái việc virus đấy thì không ai có thể phân tích để đưa vào định lượng được, để dự báo được cái xu thế của thị trường. Chính vì vậy nên là tất cả những cái bài phân tích của Hùng Lê dựa trên những cái yếu tố nội tại của thị trường để Hùng Lê có những cái phân tích định lượng về thị trường tốt nhất. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích qua một số các cái mã cổ phiếu cơ bản. VIX, bản thân VIX thì Hùng Lê đã có đề cập rồi, tức là trong giai đoạn hiện tại thì chúng ta kỳ vọng là VIX không bị gãy mất cái nền ở đây của chúng ta là nền 114, cái nền rất là quan trọng ở đây. Nếu như cái nền này bị gãy thì như vậy là khả năng là VIX sẽ rơi về vùng 105, như vậy thì nó sẽ rất là khó khăn cho thị trường. Trong thời điểm hiện tại, những yếu tố tạo lập của VIX thì VIX đang đi ngang, cơ bản là đi ngang, và chúng ta sẽ kỳ vọng VIX sẽ tiếp tục đi ngang ở trong cái nền biên độ hẹp vùng 114 đến vùng 116 để ổn định xu thế của thị trường. VRE, bản thân VRE trong cái nhịp hồi phục ở đây thì Hùng Lê có đánh giá, các anh chị cứ xem lại những bản tin của Hùng Lê phân tích, những cái bản tin đó nó như là một cái mạch nước và liên tục chảy từ tuần này qua tuần khác, nó cứ như vậy thôi. Trong một cái nhịp hồi phục này thì Hùng đánh giá rằng là nhịp hồi phục sẽ không bền, bởi vì những cái yếu tố kỹ thuật hiện tại đây chúng ta thấy rằng là nó rất là mong manh, và chính vì vậy nên cái sự mong manh đó thì chúng ta cũng chỉ kỳ vọng là VRE có thể đánh chạm về vùng 34.5 đến vùng 35, và đến vùng này thì Hùng Lê có đã đánh giá rồi, và VRE sẽ chỉnh. Và sẽ chỉnh về đâu thì chúng ta sẽ đánh giá rằng là sẽ chỉnh về vùng 32, và khi chạm vùng 32 thì hiện tại những cái tín hiệu hồi kỹ phục hiện tại của VRE thì Hùng Lê đánh giá khá là ok các anh chị nhé. Sau một phiên đẩy dài ở đây thì VRE đã có những phiên test lại ở vùng 32.5, ở những cái điểm test này rất là đẹp. Thì đối với bản thân những anh chị nào mà đang có VRE, chúng ta có thể canh mua mới, VRE có thể canh mua mới ở quanh vùng 32.3 ở trong phiên những cái phiên giao dịch đầu tuần, bởi vì Hùng Lê nhìn thấy tín hiệu dòng tiền của VRE đang tốt lên. Và sau một cái giai đoạn mà VRE bị mất vốn như thế này thì chúng ta sẽ chờ đợi những cái phiên bùng nổ đầu xuân của cổ phiếu VRE nó sẽ như thế này, chắc chắn là như vậy, bởi vì là cổ phiếu đã có một cái thời gian tích lũy đi ngang khá là cạn vốn như này thì nó sẽ có những cái dòng tiền hút trở lại. Và những cái dòng tiền hút trở lại này thì chúng ta hiện tại là quan điểm Hùng là VRE cũng chỉ đánh T cộng, tức là chúng ta mua được ở vùng này và chúng ta sẽ ra hàng ở khoảng vùng 34 đến vùng 34.5, tức là chúng ta cũng chỉ kỳ vọng đến như vậy thôi. Đó, những cái nhịp đánh ngắn để chúng ta ok, chúng ta cứ lấy hên đầu năm ví dụ như vậy thì chúng ta có thể canh lại VRE ở quanh vùng 32.3 hoặc là vùng 32.2 gì đấy, nói chung là nó quanh cái vùng này, tức là nó lấp một ít cái vùng nó đã tạo ra ở đây, thì đối với VRE là như vậy. VHM là một mã cổ phiếu mà Hùng Lê liên tục phân tích và định lượng ở một cái nhịp ở bên này,
nhịp bên này thì Hùng Lê đã phân tích rất là dài rồi, các anh chị có thể xem lại. Trong những cái nhịp chỉnh giảm của Vinhome thì Hùng cũng có đánh giá những cái nhịp rơi về đây là vùng 91, sau đó thì cái vùng nền ở đây chính là vùng 82 đến vùng 84. Khi cổ phiếu Vinhome về đến đây thì Hùng Lê có đánh giá rằng là chúng ta sẽ canh và chúng ta sẽ kỳ vọng Vinhome sẽ tạo nền, và chính vì vậy những cái điểm tạo nền, những cái điểm khuyến nghị mua dành cho các anh chị thì Hùng Lê đã khuyến nghị ở trên team Zalo. Khi Vinhome đã có những cái nhịp đánh thoát nền đây, tức là đánh thoát nền 84, sau đó thì Vinhome tiếp tục có những nhịp đánh đánh gọi là đánh ra ở quanh vùng 86, Hùng Lê cũng đã khuyến nghị một số các tài khoản Hùng Lê đang quản lý thì các anh chị đang nắm giữ Vinhome. Và trong một cái nhịp này thì một số các anh chị có hỏi Hùng là có bán Vinhome không? Ở tại thời điểm 86 thì Hùng Lê khuyến nghị không bán, và chính vì những cái khuyến nghị đó và một số các tài khoản lớn, những tài khoản lớn là tài khoản trên trên 10 tỷ, Hùng Lê quan điểm đấy là những tài khoản lớn, thì họ đã mua, các nhà đầu tư đã mua lại tiếp tiếp tục, tức là thay vì việc là họ bán đi mà họ lại tiếp tục họ mua vào ở vùng giá 86 với những cái kỳ vọng của Hùng Lê phân tích ở đây là Vinhome sẽ chạm về vùng 90. Vùng 90 thì sắp thành hiện thực các anh chị, và với một cái lực đánh mạnh của Vinhome như thế này, tất nhiên nó sẽ cần thêm một phiên nữa ở một phiên bung cầu. Thì trong cái nhịp đánh này thì Hùng Lê đánh giá rằng là đầu tiên thì chúng ta sẽ canh chốt bớt một phần ở vùng 90, và mạnh hơn thì chúng ta sẽ canh chốt một phần ở vùng 92 anh chị nhé. Những tài khoản nào đang có Vinhome, Vinhome thì lưu ý đến cho Hùng Lê cái cách thức khi chúng ta mua. Thì đầu tiên là chúng ta mua ở 30% vị thế, và ví dụ như là chúng ta mua ở đây thì 84, khi có những cái điểm vừa thoát ở 84 này chúng ta mua 30% vị thế, lên những cái vùng 86 này chúng ta mua 30% nữa là 60%, và khi nó có những cái phiên đánh thoát vùng 86 thì chúng ta sẽ mở mua hết. Như vậy thì khi chúng ta chốt cũng như vậy, có thể là chúng ta sẽ chốt 30% ở vùng 90 đúng không ạ, và chúng ta sẽ dành khoảng 30% nữa sẽ chốt ở vùng 92, và 30% còn lại thì chúng ta sẽ chờ đến lúc cổ phiếu có xu thế đảo chiều. Tức là có thể là khi kéo về vùng 90 thì nó có thể kéo về vùng 95, 96 và có thể kéo về vùng xa hơn, nhưng chính vì là chúng ta mua được những cái điểm mua cực kỳ thấp, những cái giá vốn cực kỳ thấp và chúng ta rất là an toàn, chính vì vậy nên là Hùng Lê luôn khuyến nghị các anh chị chúng ta sẽ có những cái điểm chốt sớm, và chúng ta sẽ còn lại ở một khoảng 50 đến 40% nữa thì chúng ta sẽ canh để chốt gần đỉnh, bởi vì chúng ta không thể định lượng được đâu là đỉnh của cổ phiếu. Thì đối với Vinhome những cái điểm mua hiện tại thì nó không còn nữa các anh chị nhé, và bây giờ thì chúng ta sẽ canh chốt đối với mã cổ phiếu Vinhome. Vinhome cũng sẽ là một trong những cái động lực để giúp cho thị trường ổn định ở trong những cái phiên đầu xuân. Chúng ta phân tích mã cổ phiếu Vinamilk. Bản thân Vinamilk thì Hùng đã có phân tích ở trong một cái biên từ vùng 115 đến vùng 118 kể từ ngày bao nhiêu đấy? Kể từ ngày 12 kể từ ngày mùng 4 tháng 12. Kể từ ngày 4 tháng 12 thì Hùng Lê bắt đầu đưa vào Vinamilk vào danh sách các mã cổ phiếu trụ để chúng ta có những cái phân tích định lượng và các cái khuyến nghị mua, các cái điểm mua vị thế ở quanh vùng 116.5, các cái điểm mua hết. Vinamilk sẽ mở điểm mua hết chính là khi Vinamilk vượt thoát vùng 119.5 đến vùng 120. Thì đến thời điểm hiện tại là kịch bản chúng ta phân tích Vinamilk khá là hoàn hảo. Hoàn hảo ở góc độ thứ nhất đó là 30% của cái vị thế chúng ta mua gom ở quanh vùng 116.5 thì bây giờ chắc chắn là chúng ta về đến tài khoản rồi, đúng không ạ? Và chúng ta hoàn toàn yên tâm, chúng ta có thể chốt bất cứ lúc nào. Và cái hoàn hảo thứ hai nữa là cái kịch bản chúng ta phân tích là Vinamilk phải khoan thủng cái vùng giá 119.5 đến vùng 120 thì hiện tại là đã khoan thủng rồi. Và với một cái tín hiệu hiện tại như thế này thì tín hiệu dòng tiền của chúng ta đang khá là tốt, đang khá là ok, và tín hiệu dòng tiền, tín hiệu đường MACD và một số các cái chỉ báo kỹ thuật khác Hùng Lê đang quan sát thấy thì chúng ta sẽ hoàn toàn kỳ vọng về target thứ nhất của Vinamilk, đấy là vùng 124. Các tài khoản của trong team Hùng Lê sẽ canh để chúng ta sẽ chốt lời ở vùng 124 này, chúng ta sẽ nhả một phần, và sau đó thì cái target nó cao hơn, đó là cái sẽ là vùng 129 đến vùng 130. Tức là khi cổ phiếu về đến vùng 124 thì Hùng Lê có những cái đại, Hùng sẽ có những cái đánh giá chỉnh giảm, tức là những cái nhịp test giảm trở lại và sẽ giảm về đâu, và từ từ cái điểm giảm đó, ví dụ như là về 124 chúng ta nhả đi khoảng tầm 30% chúng ta đang có, và sau đó thì khi mà cổ phiếu lại có được những cái nền tích lũy lại ở đây
Đó, những cái nền tích lũy lại đây hùng lên, luôn có như vậy, luôn có những cái kịch bản phân tích cho tất cả những anh chị, và chúng ta sẽ mua lại 30%, 30%, 30% đó, và chúng ta sẽ đánh giá tại cái điểm này như thế nào để chúng ta có thể kỳ vọng được một cái target thứ hai, target cao hơn ở vùng 129 đến vùng 130. Thì cái target 2 này chúng ta sẽ phân tích sau, nhưng mà cái target đầu tiên của chúng ta đó là vùng 124. Ok. Thì Vinamilk là một trong những mã cổ phiếu trụ Hùng Lê đã khuyến nghị là chúng ta đáng để đầu tư trong những cái thời điểm mà khi Hùng Lê có phân tích về thị trường. Cổ phiếu Sacombank SAB. Bia bia SAB. Thì bản thân cổ phiếu này SAB thì Sabico thì Hùng không có khuyến nghị chúng ta đầu tư, và chúng ta chỉ view qua để chúng ta có được những cái định lượng thôi. Thì về cơ bản là sau một cái nhịp đánh lên, dẫn lên thì Hùng có đánh giá rằng là Sabeco sẽ tích lũy lại ở vùng 230 đến vùng 234. Đây, cái vùng này. Cũng sẽ sửa lại sang cái màu xanh anh chị nhé, cho chúng ta dễ nhìn. Ok, đầu xuân năm mới thì chúng ta cứ túc tắc để chúng ta nói những cái câu chuyện sâu hơn về cổ phiếu. Và Sabeco sẽ có những cái nhịp tích lũy ở đây và sẽ đánh vượt thoát cái vùng 236, thì Hùng đang kỳ vọng ở trong nhịp này Sabeco sẽ đánh về vùng 250. Như vậy là cũng tăng được một chút ít sau một cái nhịp chỉnh giảm rất là dài đây. Những nhịp chỉnh giảm này thì Hùng cũng đã đưa ra một cái biên cổ phiếu có thể đánh chạm về vùng 220. Sapeco thì chúng ta sẽ không tham gia để chúng ta đầu tư anh chị nhé. Tiếp theo là cổ phiếu VDC. Bản thân VDC cũng là một cái mã cổ phiếu trụ Hùng lên đánh giá rất là tốt ở trong cái thời điểm hiện tại. Khi mà VDC vẫn tiếp tục có những cái hành trình không không gãy vùng 142 và đang có cái xu thế đánh lại công lại vùng 150, thì trong team của Lê thì một số các anh chị cũng đang nắm giữ mã cổ phiếu VDC, thì chúng ta sẽ canh ở vùng 150, chúng ta sẽ nhả hàng một bớt, và có thể là nếu khi mà cổ phiếu đã kéo về vùng 150 thì thường là xu thế là cổ phiếu sẽ kéo bươn qua hai vùng này, tức là sẽ kéo về vùng 151 đến vùng 152 sau trả một nhịp, và sau đó thì chúng ta sẽ có hay không cái nhịp target tiếp theo của vùng 155. Thì đây là hai target mà Lê đang đưa ra đối với cổ phiếu VDC, nhưng đầu tiên thì chúng ta sẽ kỳ vọng ở mốc 150, và chúng ta cũng lưu ý một cái nhịp nho nhỏ ở đây này, một cái nhịp nho nhỏ ở đây chính là cái nhịp mà Lê đã có phân tích ở vùng 145 đối với cổ phiếu VDC, tức là vùng 142 là vùng đệm thứ nhất và vùng 145 là vùng đệm thứ hai trong một kênh xu thế tổng thể. Đó, khi cổ phiếu chỉnh chạm vùng 142 không gãy và như vậy thì cổ phiếu lại đang có những cái xu thế kéo lên, thì cơ bản là các điểm mua không còn và chúng ta sẽ canh chốt đối với mã cổ phiếu VDC. Chúng ta phân tích mã cổ phiếu BVH. Bản thân trong giai đoạn hiện tại thì BVH đang bị khá là mất về mặt thanh khoản, và ở trên một cái kênh xu thế tổng thể thì BVH đang rơi vào một kênh xu thế downtrend anh chị nhé. Và khi rơi vào kênh xu thế downtrend thì xuất hiện các cái lực hồi và các cái điểm tích lũy ở đây, thì Hùng Lê đang đánh giá hiện tại ở một cái vùng nền ở vùng 65 đến vùng 67 tại đây. Thì khi cổ phiếu rơi về cái vùng nền này thì nó sẽ thường có những cái nhịp kéo lên, buôn lên, kéo lên, kéo lên, kéo xuống, và sẽ đánh đập ở quanh cái vùng này. Và khi đánh đập xong thì chúng ta sẽ chờ một cái tín hiệu tạo nền xong thì chúng ta sẽ tham gia, cũng giống như Vinamilk đúng không ạ? Tại sao là Vinamilk Hùng Lê lại khuyến nghị đến cái đoạn này? Đến cái đoạn này thì Hùng Lê mới bắt đầu phân tích và định lượng. Cái đoạn này Hùng không có hề có phân tích định lượng và khuyến nghị các anh chị mua. Vậy thì BVH cũng như vậy. Hiện tại thì cổ phiếu này đang có cái xu thế tạo nền tại đây, và cái nền này nó tạo thì Hùng cũng đánh giá là khá là cái nền hỗ trợ khá là bền rồi đấy, khá là bền ở trong cái nền này, và xu thế thì cơ bản là cổ phiếu này sẽ đi ngang, sẽ tăng, có những nhịp tăng giảm và hình thành một cái nền tích lũy ở đây. Thì đối với BVH thì chúng ta cũng tạm thời chúng ta chưa tham gia đầu tư và chúng ta cũng chỉ nghiên cứu thôi. Đối với Mansan, trong nhịp phân tích định lượng gần đây nhất đó là cái nhịp từ vùng 55 đến vùng 55.5, chúng ta sẽ xem những nhịp tích lũy ở đây. Và rõ ràng là cái nhịp tích lũy này là nó đã bị gãy, và khi nó bị gãy như thế này thì tạo lập sẽ có xu hướng là sẽ trả lại về với lại một cái điểm xuất phát của nó, tức là cái xu thế nó sẽ trả lại về cái vùng 50. Tín hiệu hiện tại của Mansan thì nó đang hơi yếu khi mà xu thế dòng tiền đang có xu thế đi xuống dần các anh chị, đi ngang. Tín hiệu MACD thì cũng như vậy, nó đang bị
yếu đi, và cái lực cầu quan trọng nhất là cái lực cầu hiện tại Hùng Lê đánh giá nó chưa thực sự là tích cực. Và như vậy thì sao ạ? Thì Man San sẽ lại một lần nữa kiểm tra lại ở mốc 50. Và khi về đến mốc 50 này thì cổ phiếu sẽ lình xình và tích lũy lại một đến vài phiên để xem thử cái sức khỏe của nó tại đây như thế nào. Và cái vùng 50 này mà bị gãy tiếp thì như vậy là Man San sẽ đạp về nền. Sẽ đạp về nền có nghĩa là đạp về nơi nơi ấy bình yên, tức là cũng không bình yên lắm các anh chị. Như vậy là Man San đã có một nhịp giảm rất là dài. Và bản thân những anh chị mà theo dõi cái kênh của Hùng Lê, kênh chứng khoán Tiến Binh Trên Từng Con Sóng, thì Hùng Lê đã có những cái phân tích khi Man San bị gãy nền 74 ở trên này thì chúng ta nhanh chân lẹ mắt để mà bán đi. Và đến bây giờ thì rõ ràng chúng ta thấy rằng Man San đã có một cái xu thế giảm rất là dài đó, giảm rất là dài luôn. Chúng ta sẽ phân tích mã cổ phiếu MWG. Đối với MWG thì sau khi mà MWG đã hoàn thành cái mục tiêu ở vùng giá 125 thì cổ phiếu này đã có những nhịp chỉnh giảm. Những nhịp chỉnh giảm này thì Hùng Lê đánh giá rằng quá trình chỉnh giảm thì trong cái quá trình đó thì rất nhiều những anh chị là đã bị kẹp hàng, thì Hùng Lê cũng đã có những cái phân tích hướng dẫn các anh chị mua gom, mua đảo hàng, tức là gọi là chém cái phương pháp và chém cá ở trên thớt. Từ những cái vùng đảo hàng ở đây đó là ở đâu đó vùng 115 gì đó, Hùng không nhớ rõ lắm, 115. Để chúng ta đảo hàng đi và đảo đến lúc chạm đến vùng 120 này thì chúng ta sẽ bán. Và rõ ràng một điều là cái đích đến của chúng ta trong cái tuần vừa rồi thì MWG đã hoàn thành cái mục tiêu của chúng ta, đó là chạm lại vùng 120. Và đến thời điểm hiện tại thì có thể khẳng định rằng là tất cả những cái tài khoản mà trong team của Hùng Lê đã không may, tức là một số các anh chị là về team của Hùng Lê bị muộn mất một tí, nên các anh chị có mua phải MWG ở vùng 120. Thì sau khi những cái nhịp chỉnh giảm này thì Hùng Lê cũng đã rất là bình tĩnh để hướng dẫn các anh chị, và đến tại thời điểm này thì khẳng định là MWG không bị lỗ nữa. Đó, vấn đề là lời lãi bao nhiêu thôi. Chứ còn đến thời điểm này là không bị lỗ, bởi vì là đã có những cái điểm mua gom đảo hàng và đảo giá vốn ở dưới này rất là tuyệt vời. Xu thế hiện tại của MWG thì Hùng đánh giá rằng là đang rất ổn và tạm ổn. Như vậy là không những là về vùng 120 thì bây giờ là MWG sẽ có những phiên trả lại ở vùng 119 một tí. Ở đây này các anh chị, trả lại vùng 119 một tí, và chúng ta sẽ kỳ vọng ở trong cái tuần giao dịch mới, các anh chị lưu ý nhé, cái tuần giao dịch mới chính là tuần từ ngày 30 đến ngày 7 tháng 2, tức là Hùng Lê phân tích thêm ngày 30 và ngày 31 và thêm cả cái tuần dài này nữa các anh chị, bởi vì hai phiên kết tuần thì tuần 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 này nó cũng chỉ còn hai phiên nữa thì Hùng sẽ gộp lại luôn, và hết đến hết ngày 31 thì Hùng Lê sẽ có những cái phân tích định lượng lại cái kịch bản mà Hùng Lê phân tích trên team Zalo cho các anh chị trong team của Hùng Lê. Thì bản thân MWG hiện tại là đang tốt và nó sẽ có một vài nhịp trả lại vùng 119 một tí, và sau đó thì các anh chị trong team của chúng ta sẽ canh để chúng ta chốt ở vùng 125. Cơ bản là nhịp 125 thì sẽ đạt được. Sẽ đạt được. Chúng ta cùng phân tích mã cổ phiếu PNG. Bản thân PNG đã có một cái nhịp phân tích định lượng từ đâu đó khoảng vùng 78.5 đến vùng 80, và cái target đầu tiên Hùng Lê kỳ vọng sẽ đánh về chạm về vùng 88 đến vùng giá 90. Thì cái target này đã hoàn thành các anh chị nhé, và sau khi hoàn thành cái target này thì Hùng Lê tiếp tục có những cái phân tích định lượng ở đây, tức là những cái nhịp chỉnh giảm của PNG không gãy vùng 85, và tại vùng 85 này PNG tích lũy được. Khi những vùng 85 này PNG tích lũy được thì PNG sẽ đánh chạm vùng 85 và lên vùng 100. Đó là một cái target tổng thể, một cái target dài các anh chị nhé. Và trên cái con đường đi này thì Hùng Lê cũng đang đánh giá rằng là PNG sẽ kéo về đâu đó khoảng vùng giá 94. 94, và sau đó sẽ chỉnh giảm lại ở cái vùng nền ở đâu đó khoảng vùng 90, và sau đó sẽ tiếp tục kéo về vùng 100. Thì hiện tại là PNG kéo chạm vùng 92 và đang có những phiên, đây chính là những cái phiên test của PNG. Thì nếu như những cái phiên test này nó sớm hơn cái vùng dự kiến vùng 95 đó, vùng 95, thì cái điểm kéo của nó cũng chỉ như vậy thôi. Tức là kịch bản của chúng ta về cơ bản là chúng ta đã, khi PNG không gãy vùng 85 đây các anh chị, từ vùng 88 nhá, chỉnh về vùng 85, từ vùng 85 đánh về vùng 100, thì đấy là một cái đường đi tổng thể. Còn trên cái đường đi tổng thể đó thì Hùng Lê cũng có phân tích những cái đường đi nó chi tiết hơn, những cái đường đi chi tiết hơn này để làm gì
để các anh chị đang có PNG thì các anh chị có thể ví dụ khi chạm về vùng 94 các anh chị có thể chốt đi một ít và nó rơi lại về vùng 90 thì chúng ta sẽ mua cái ít đó, tức là chúng ta sẽ mua lại cái phần chúng ta để bán để chúng ta đánh về vùng 100 đấy, kỳ vọng về vùng 100 thì cơ bản là như vậy. Và bản thân khi Hùng Lê có phân tích thì Hùng Lê lại có đánh giá rằng PNG đang thỏa mãn các cái điều kiện của một cái mã cổ phiếu về sóng dài. Và trong cái nhịp sóng dài này thì không những là target của PNG ở 100, Hùng Lê đang kỳ vọng PNG ở những cái vùng cao hơn ở trên này, nhưng những cái vùng cao hơn đó Hùng sẽ phân tích sau các anh chị nhé, Hùng sẽ phân tích sau. Trên cơ sở khi PNG đánh chạm vùng 100, trên cơ sở PNG đánh chạm vùng 100 và tích lũy được thành công ở cái nhịp 100 thì chắc chắn là vùng 150 nói nó hơi xa xôi thôi, nhưng mà PNG trong nhịp đánh này sẽ là miếng đánh lớn, sẽ là một trận đánh lớn của PNG. Chính vì vậy trên một trận đánh lớn đó thì chúng ta sẽ xen kẽ có những cái nhịp đánh nho nhỏ, đúng không ạ, những cái nhịp đánh nho nhỏ để chúng ta tối ưu hóa lợi nhuận và chúng ta không đánh mất cổ phiếu, chúng ta không đánh mất cổ phiếu. Đối với mã cổ phiếu PNG là một mã cổ phiếu đẹp mà ông Lê đã khuyến nghị các anh chị chúng ta đầu tư, đáng để đầu tư vì nó thỏa mãn các cái yếu tố của một cái mã cổ phiếu trend sóng dài rất là đẹp đẹp. Bản thân mã cổ phiếu nhựa Bình Minh thì cũng là một cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê cũng đã mất khá nhiều công sức để coi như là chăm nom chăm sóc nó, nhưng đến thời điểm hiện tại thì chúng ta vẫn thấy là chưa có thành quả. Tại sao chưa có thành quả? Bởi vì trong cái giai đoạn hiện tại là cổ phiếu Bình Minh đang bẻ pha xu thế, thì cái quá trình bẻ pha xu thế này nó có thể diễn ra 1 tháng, 2 tháng hoặc 3 tháng. Và các anh chị tí nữa thì Hùng sẽ nói lại cái mã cổ phiếu Hòa Phát thì cũng như vậy. Khi Hùng Lê phân tích mã cổ phiếu Hòa Phát ở vùng giá 21.5 thì đấy cũng là những cái lúc mà cổ phiếu đang trong quá trình hình thành những cái kênh xu thế, đang hình thành những cái điểm gom đầu tiên, thì bản thân Bình Minh cũng như vậy. Bình Minh đã có một nhịp đánh dẫn từ vùng giá 40 và đánh chạm lên được đến ở đây, nhịp đánh này lên vùng 52, như vậy là cũng tăng được khoảng tầm 25% sau một cái nhịp đánh dẫn này. Thì Bình Minh tiếp tục có những cái nhịp giảm ở đây, Hùng Lê có đánh giá rằng giảm ở đây và những cái điểm kỳ vọng của Hùng Lê ở đây là Bình Minh giảm về vùng 44, chạm 44 sẽ hình thành cái nền. Tại đây thì cổ phiếu sẽ ngừng rơi, sẽ hình thành cái nền tích lũy đây, và tất cả những anh chị em nào mà chúng ta yêu thích mã cổ phiếu Bình Minh thì chúng ta có thể canh ở những cái vùng 44 thì Hùng đã có phân tích rồi. Và hiện tại thì Bình Minh đang có những nhịp đánh lên đánh xuống, thì trong một cái biên ở đây, biên cao đó là khoảng vùng 46, 45 đến vùng 46 thì cổ phiếu nó cứ lình tàng và có thể đánh lại, chạm lại về cái vùng 44 ở đây, tức là cái hình thành ở cái vùng này là cái vùng tích lũy các anh chị. Thì trong một cái kênh xu thế tổng thể và trong một cái phương pháp đánh cổ phiếu sóng dài thì chúng ta cứ chạm hỗ trợ chúng ta mua. Đó, vậy bây giờ hỗ trợ của Bình Minh đã chạm chưa? Đó, ví dụ như là hôm trước cùng có phân tích rồi, vùng 44 chạm 44 chúng ta mua, có thể là mua 45. Chúng ta mua cũng được, rồi chúng ta mua ở vùng 44.5. Đó, thì đây đang là những cái điểm mua gom. Và những cái điểm mua gom này maximum chúng ta sẽ mua khoảng tầm độ 30% vị thế, 30% vị thế. Còn đối với những tài khoản mà chúng ta đang nắm giữ Bình Minh thì chúng ta sẽ canh, tiếp tục chúng ta sẽ canh mua thêm Bình Minh ở trong cái thời điểm hiện tại để chúng ta có thể giảm những cái giá vốn. Và cái mục tiêu của Bình Minh đến thời điểm hiện tại thì Hùng chưa có được đánh giá chính xác là Bình Minh có tạo sóng của năm 2020 không. Nhưng hiện tại là Hùng đang kỳ vọng là Bình Minh đang hình thành một cái nền tích lũy, và đây cũng là một mã cổ phiếu đánh sóng dài. Đánh sóng dài anh chị nhé, nó cũng giống như PNG. Tất nhiên hiện tại thì nó sẽ chưa được mạnh như PNG, nhưng mà chúng ta sẽ có thêm những cái phân tích định lượng tiếp theo. Bản thân mã cổ phiếu Z, tức là cái con Z này là một cái con nó cũng rất là đa ngành nghề các anh chị nhé. Sau này thì cũng sẽ có những cái video phân tích chi tiết từng mã cổ phiếu một. Thì chúng ta sẽ bổ xẻ ra là Z là nó là những cái gì. Cơ bản trong thời điểm hiện tại thì Z cũng đang có những cái miếng đánh để Z hình thành và vượt thoát. Hình thành và vượt thoát một cái kênh xu thế dài của cổ phiếu Z. Tuy nhiên trong một cái nhịp hình thành vượt thoát này thì Hùng cũng đang có kỳ vọng là chúng ta sẽ có thể gom được Z ở khoảng vùng giá 34, 34. Những cái nhịp đánh lên ở Z ở đây có thể Z sẽ chạm vùng 37, 38 gì ở đây. Đó, tức là những cái vùng kháng cự đây thì Z sẽ đập lại và cái nền 34 này chúng ta mua gom. Và chúng ta mua để chúng ta xác định một cái kênh xu thế dài của Z. Thì cũng đang kỳ vọng như vậy, và Z cũng đang là một cái mã cổ phiếu mà khá là hay. Và chính vì chúng ta kỳ vọng ở một cái kênh cổ phiếu dài nên là chúng ta sẽ kỳ vọng những cái điểm mua, chúng ta kỳ vọng những cái điểm mua tốt, và hiện tại những cái điểm mua này thì Hùng không đánh giá là tích cực, và chúng ta sẽ canh và chúng ta sẽ chờ Z ở những cái điểm mua tốt hơn. Z cũng là một cái mã cổ phiếu rất là hay.
FPT. Bản thân FPT thì trong team của Hùng Lê đang khuyến nghị các anh chị chúng ta bán ra, bởi vì FPT đang gặp khó ở vùng 58 đến vùng 59 các anh chị nhé. Vùng 58 đến vùng 59 đang gặp khó ở đây, và nếu như FPT mà hình thành cái mô hình vai đầu vai như thế này thì FPT sẽ chính thức bước vào một cái giai đoạn phân phối. Và khi FPT bước vào một cái giai đoạn phân phối thì nó sẽ có một cái quá trình giảm điểm cũng tương đối dài, và những cái dấu hiệu để giúp cho chúng ta nhận diện được những cái quá trình giảm điểm dài đó là khi FPT bị gãy cái nền 53.5 này, thì coi như là đấy là cái tín hiệu cuối cùng để giúp cho chúng ta xác nhận được rằng là FPT sẽ bước vào một cái giai đoạn phân phối. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta cũng có thể nhìn thấy rằng là FPT đã có một cái nhịp tăng rất là dài ở đây, từ vùng giá 30, ủng lên cái cho từ vùng giá 35, và chúng ta đã đánh lên được vùng giá 60. Như vậy là tăng 25.000 trên 35, thì các anh chị cũng có thể thấy rằng là một cái mức tăng của FPT khá là tốt ở trong thời điểm hiện tại, và những cái điểm mua đẹp và cái mức sinh lời và kỳ vọng lợi nhuận của FPT đến thời điểm hiện tại gần như chúng ta không còn nữa, và chúng ta sẽ canh để chúng ta chốt tất cả những cái tài khoản trong team của Hùng Lê thì đang canh để chốt FPT. Novaland thì không có gì. Novaland đây là một cái mã cổ phiếu, đây nó chạm 55. Nếu có những anh chị nào mà thích lướt lát tí thì có thể chạm 55 mua, xong đến vùng 59-60 thì bán, không có gì cả. Đối với GAT thì trong giai đoạn hiện tại là GAT đã bị gãy mất cái nền 9, tích lũy nền 95-97 này. Và sau đó thì GAT hai phiên của tuần vừa rồi thì GAT đã có những cái điểm kéo lại ở vùng gần vùng 95. Tuy nhiên những cái điểm kéo này thì Hùng Lê đánh giá cũng không thực sự là tích cực, và như vậy thì chúng ta sẽ chờ GAT ở một cái vùng an toàn ở dưới này hơn, thì chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta phân tích định lượng. Bởi vì bản thân hiện tại là cái ngành dầu khí hiện tại là đã chạm về vùng hỗ trợ, tức là Hùng Lê đánh giá tổng quan của ngành ý, đánh giá tổng quan của ngành đã chạm về vùng hỗ trợ. Tuy nhiên khi chạm về cái vùng hỗ trợ đó thì chúng ta sẽ phải cần xem những cái tín hiệu tạo nền của từng mã cổ phiếu một để chúng ta có thể đánh giá được cái xu thế của toàn ngành. PVD, chúng ta sẽ phân tích định lượng lại PVD một tí. PVD thì trong giai đoạn vừa qua thì Hùng Lê cũng không có phân tích và khuyến nghị chúng ta tham gia đầu tư, bởi vì bản thân thì PVD cũng đang có những cái nhịp hình thành, đây gọi là những cái nhịp hồi phục mang tính chất kỹ thuật đó, chạm vùng 16 chỉnh giảm tiếp, và khi chỉnh giảm về đến đây tức là vùng khoảng vùng 14.5 ở đây thì Hùng đánh giá rằng PVD có thể hồi lại về vùng 15.5, và khi hồi về vùng 15.5 này thì PVD lại có những cái nhịp chỉnh giảm về đây, chỉnh giảm về vùng 14, và trong một cái kênh xu thế tổng thể thì chúng ta cũng có thể chưa nhìn thấy những cái điểm mà PVD sẽ ngừng rơi và tích lũy trở lại để chúng ta có được những cái phân tích, những cái đoạn phân tích sóng dài. Và về cơ bản hiện tại thì PVD vẫn đang là những cái nhịp sóng hồi, những nhịp sóng hồi này thì chúng ta đánh cũng rất là ngắn, thích hợp cho những anh chị mà chúng ta lướt tê cộng, đó, lướt tê cộng thôi, chứ còn nếu mà chúng ta đánh sóng dài thì chúng ta cũng chưa thể tham gia lúc này. Riêng bản thân đối với mã cổ phiếu PVS thì Hùng Lê đã có những cái phân tích và bẻ cái kịch bản của PVS. Khi PVS chạm về vùng 17 và sau đó thì PVS có một nhịp đánh dẫn lên. Nhịp đánh dẫn này thì Hùng Lê có kỳ vọng là PVS sẽ đánh chạm vùng 19.5 đến vùng 20. Từ vùng này sẽ chỉnh giảm lại ở đây, đó là vùng 18. PVS tích lũy lại được vùng 18 thì PVS sẽ có một nhịp đánh tiếp theo. Đối với những tài khoản mà anh chị mà có theo dõi Hùng Lê phân tích thì chắc chắn là các anh chị đã có những cái điểm mua ở đây rồi. Bởi vì những cái điểm mua quanh vùng 18 đấy là những cái điểm mua rất là đẹp của chúng ta, để có thể đầu tiên chúng ta sẽ kỳ vọng lên đánh chạm vùng 20, và có thể là PVS đang, anh chị lưu ý, PVS đang trong một cái quá trình bẻ lại một cái kênh xu thế, và có thể PVS sẽ hình thành một cái nhịp tăng mới ở đây.
Và cái nhịp tăng này sẽ bắt nguồn từ vùng giá 18, các anh chị lưu ý. Nếu như những anh chị nào mà yêu thích mã cổ phiếu dầu khí thì chúng ta sẽ canh, chúng ta mua PVS ở quanh vùng giá 18, thậm chí là trong những cái nhịp phân tích cùng lên ở đây thì chúng ta còn mua được những cái giá nó đẹp hơn, đó là vùng đây, cùng xem nào. Đây còn đẹp hơn ấy. Vùng 17.7, 17.7 đến vùng 18, đó là những cái vùng mà cổ phiếu này tích lũy rất là đẹp luôn. Ok, đó chúng ta lưu ý nhé. PVS, PLX trong giai đoạn hiện tại cũng chỉ đang đánh những cái nhịp hồi, những cái nhịp hồi phục này thì nó sẽ đánh những cái sóng ngắn, đó đánh lên, đó đánh lên rồi lại đánh lên rồi lại đánh xuống thôi. PLX hiện tại thì chưa thể tăng dài được, và cái quá trình này là chính là cái quá trình mà để giúp cho PLX hình thành một cái nền ở đây. Một cái nền tích lũy ở đây của PLX ở quanh vùng giá 60, vùng giá 56 cả nhà nhé. Quanh vùng giá 56 thì chúng ta sẽ chờ thêm những cái tín hiệu kỹ thuật, và khi những cái mã cổ phiếu đơn lẻ này tạo nền thì nó sẽ tạo thành một cái hệ thống của cái ngành dầu khí, và chúng ta sẽ có những cái phân tích định lượng về sóng ngành sau, giống như khi Hùng Lê phân tích định lượng sóng ngành thép, sóng ngành ngân hàng. Hiện tại thì dầu khí cũng đã chạm, về cơ bản là tổng thể của ngành dầu khí là đã chạm vùng hỗ trợ rồi, và chúng ta sẽ có những cái phân tích định lượng sau. Thì hiện tại PLX thì những cái điểm mua này thì Hùng Lê cũng chưa khuyến nghị anh chị mua, chúng ta sẽ chờ những cái điểm mua nó đẹp hơn. Chúng ta cùng đi phân tích các anh Tài, Việt Combank. Đối với Vietcombank là một mã cổ phiếu rất là dài của team rồi, đúng không ạ? Những anh chị đồng hành cùng với Hùng Lê thì chúng ta cũng rất là hiểu rồi. Sau khi Vietcombank, một số các anh chị có hỏi Hùng là tại sao lại trên cái mà Hùng phân tích ở đây nó lại có những cái đường nhì nhằng như thế này. Thì đấy là những anh chị vào sau hoặc là mới xem, bởi vì những cái phân tích của Hùng Lê nó là những cái mạch nước. Khi Vietcombank hoàn thành target 90, Hùng Lê phân tích vùng định lượng 80 đến vùng 82, đúng không ạ? Từ vùng này đã có những phân tích định lượng rằng Vietcombank sẽ đánh lại về vùng 90 đến vùng 91, tức là chạm lại vùng đỉnh cũ đây. Chính là cái hình mũi tên từ vùng 82 lên đến đây. Từ vùng này thì Hùng Lê tiếp tục có những đánh giá Vietcombank sẽ chỉnh giảm lại về vùng 87.5. Vùng 87.5 này Vietcombank tích lũy lại được thì Hùng Lê lại tiếp tục có những cái nhịp phân tích định lượng ở đây về vùng giá bao nhiêu, 95. Từ vùng giá 95 thì Hùng có đánh giá rằng Vietcombank sẽ kéo qua một tí, tức là thường thường là như vậy, sẽ kéo qua một tí, chính vì cái mũi tên này nó sẽ nằm ở trên. Và khi kéo qua một tí thì nó sẽ giảm lại về đây, sẽ giảm lại về vùng 92.5. Tại vùng 92.5 này, cổ phiếu Vietcombank tích lũy thành công thì chúng ta sẽ chào đón một target tiếp theo của Vietcombank ở vùng giá 100. Đấy là cái đường đi của cổ phiếu, đấy chính là lịch sử của cổ phiếu, đấy chính là những cái gì mà Hùng Lê đã liên tục phân tích qua các cái bản tin. Bản thân thì trong tuần vừa rồi là chúng ta đã có, các anh chị nhé, chúng ta đã có target 895, tức là chúng ta đã hoàn thành cái nhịp phân tích của chúng ta ở đây, từ vùng 87.5 lên vùng 95 là đã ok rồi. Và từ vùng 95 này thì Hùng Lê tiếp tục có những cái phân tích định lượng tiếp theo, đó là Vietcombank sẽ trả lại ở khoảng vùng 92.5. Sẽ trả lại cũng nhanh thôi, nó chỉ còn khoảng 1 đến 2 phiên nữa thôi, 1 đến 2 phiên trả về đây, và sau đó thì cổ phiếu này sẽ hút cầu quay trở lại, và sau đó sẽ đánh chạm vùng 100, và target tiếp theo của Vietcombank ở vùng 100. Các anh chị nào đó, trong team của Hùng Lê thì hiện tại là cũng rất nhiều tài khoản đang nắm giữ Vietcombank, thì chúng ta có thể khi chúng ta đã nắm giữ rồi thì chúng ta hoàn toàn có thể mua gom thêm, gia tăng tỷ trọng khi Vietcombank về vùng 92.5 và chúng ta nhìn thấy những cái tín hiệu tạo nền, thì Hùng Lê sẽ có những cái khuyến nghị là mua hay không mua ở khi mà Vietcombank chạm về vùng 92.5 ở trên tin Zalo anh chị nhé. BID song trùng với mã cổ phiếu Vietcombank và BID. Nếu như những anh chị nào mà xem những bản tin của Hùng Lê rất là sớm thì Hùng có đánh giá những cái thời điểm mà khi đó hình như đâu đó ở 35, BID và Vietcombank sẽ là hai mã cổ phiếu lít dòng ngân hàng. Thì đến thời điểm hiện tại thì các anh chị có thấy là BID có đúng là cổ phiếu BID nó lít dòng ngân hàng không ạ? Quá lít luôn. Và target của BID đã hoàn thành, các anh chị nhá, target của BID đã hoàn thành. Khi BID target 50 hoàn thành rồi, và những cái nhịp ở đây chỉnh, Hùng đánh giá rằng những cái nhịp chỉnh về 50 không bị gãy, thì từ vùng này thì Hùng đã có phân tích nhịp target tiếp theo của BID ở vùng giá 55. Chính thức là BID đã qua target của chúng ta phân tích
0.5 like, đóng cửa vùng 55.5. Và trong kịch bản tiếp theo của mã cổ phiếu Bit thì Hùng Lê tiếp tục có những cái đánh giá khả năng Bit sẽ kéo về vùng 56 và sau đó sẽ chỉnh giảm lại một tí ở vùng 55. Và kịch bản tiếp theo và target tiếp theo, chúng ta sẽ kỳ vọng Bit đánh về vùng giá 60. Và khả năng khi Bit chạm vùng giá 60, Vietcombank chạm vùng giá 100 và các cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê phân tích chạm về cái target đó thì thị trường của chúng ta sẽ đổ, chắc chắn là khi đấy sẽ đổ, mà đổ hoành tráng luôn ấy. Nên là các anh chị chúng ta phải theo sát những cái bản tin của Hùng Lê phân tích định lượng để chúng ta có được những cái định vị tốt nhất về cổ phiếu, đúng không ạ? Bit này, xong đó Hùng sẽ phân tích tiếp mã cổ phiếu ACB. ACB trong team của Hùng Lê cũng đã có phân tích khuyến nghị mua luôn, và hiện tại thì cổ phiếu ACB đã về đến tài khoản. Khi cổ phiếu về đến tài khoản rồi thì hoàn thành luôn cái target mà Hùng Lê phân tích ở đây 24.5, hoàn thành luôn các anh chị bán thoải mái luôn. Thì với một cái nhịp đánh ngắn, bởi vì ACB thì Hùng cũng có đánh giá rằng những cái nhịp hồi phục này là những cái nhịp hồi phục ngắn, và chúng ta sẽ canh ra hàng ở vùng 24.5. nếu mà ví dụ chúng ta bán là 24.5, chúng ta bán 30%, 24.7 chúng ta bán khoảng 30%, và còn lại nữa thì chúng ta sẽ chốt nốt ở vùng giá 25. Thì Hùng cũng chỉ đánh giá rằng trong một cái nhịp đánh này đối với ACB là đánh T cộng, chúng ta chưa đánh được những sóng dài đối với mã cổ phiếu ACB. Chúng ta phân tích mã cổ phiếu MBB. MBB Hùng cũng đã có khuyến nghị mua ở trên team Zalo rồi, và đến thời điểm hiện tại thì không nhớ là MBB đã về đến tài khoản hay chưa, nhưng mà về cơ bản là những cái điểm mua của Hùng Lê, khi mà MBB đã có những cái vùng phân tích ở đây, và cái điều đặc biệt nhất đó là cái phiên ngày này là Hùng đã có những cái phân tích định lượng ngày 10 tháng 1 thì chúng ta đã có những phân tích định lượng ở đây. Và sau khi mà MBB có những cái nhịp đánh thoát những cái điểm test ở đây anh chị 21.8 này, thì Hùng Lê tiếp tục khuyến nghị các anh chị chúng ta mua gia tăng tỷ trọng ở phiên này. Và đến thời điểm hiện tại thì MBB cũng đã gần như là đã hoàn thành cái nhịp ở đây, cái nhịp phân tích của Hùng Lê ở đây, đó là nhịp đánh đầu tiên là nhịp chạm về vùng 22.5. trong tuần thì đã có 22.5, đã có giá 22.5, và khi có giá 22.5 rồi thì em ấy lại trả lại về khoảng vùng 22.3, thậm chí là có thể trả lại về đến vùng 22, và trả lại cái vùng này nó thành công, tức là tích lũy thành công, thì cái target tiếp theo, cái đích đến tiếp theo đó là chúng ta sẽ canh và chúng ta sẽ chốt MBB ở vùng 23 đến vùng 23.5. đây cũng là điểm chốt cuối cùng, điểm mua không còn các anh chị nhé. Đây cũng là điểm chốt cuối cùng, nó song trùng với việc nhóm ngành ngân hàng sẽ hết target và nhóm ngành ngân hàng sẽ đi vào một cái chu kỳ chỉnh của nhóm ngành này, và chúng ta sẽ canh chốt và chúng ta sẽ chốt trọn vẹn luôn một cái nhịp tăng của nhóm ngành ngân hàng. Công thương CTG. CTG thì Hùng đã có những cái phân tích từ rất sớm ở đây các anh chị. Khi công thương chạm lại về vùng 19.5 đến vùng 20 thì Hùng Lê đã đánh giá rằng cái nền tích lũy này rất là ok. Và từ cái nền khi công thương đánh vừa thoát vùng 20 thì cái target gần nhất của Hùng Lê phân tích là vùng 22. Sau đó khi hoàn thành vùng 22 thì Hùng tiếp tục phân tích target tiếp theo của công thương ở đâu đó khoảng vùng 24. Và khi mà bản tin video số 86 thì Hùng Lê cũng chỉ kỳ vọng đến vùng 24 thôi, đúng không ạ? Các anh chị cứ xem lại đến vùng 24 thôi. Nhưng mà trong tuần đó thì công thương đã vượt thoát ngoài, tức là vượt kỳ vọng. Các anh chị vượt kỳ vọng, tức là đánh vượt vùng target Hùng chỉ đề ra đến 24, nhưng mà nó đánh cây nến kết tuần là đâu đó ở vùng khoảng 25.9 này, là 24.95. Thì với một kịch bản hiện tại thì Hùng Lê đã có những cái bẻ kịch bản ở đây, tức là khi mà cổ phiếu như vậy thì cổ phiếu kéo về vùng 26 rồi thì cổ phiếu sẽ trả lại về maximum, nó sẽ trả lại về vùng 24.5. Tuy nhiên là công thương hiện tại không trả được đến về vùng 24.5. Công thương hiện tại như thế này đang rất là mạnh và khỏe luôn, và có thể là sẽ đánh tiếp sang đầu tuần nữa, sang khi tuần giao dịch trở lại thì có thể công lại về vùng 26. Tuy nhiên chúng ta đừng vội mua gom ở đây các anh chị nhé. Chúng ta mua ở đây nó sẽ rất là nguy hiểm luôn, và chúng ta sẽ canh chỉnh, chắc chắn là cổ phiếu sẽ chỉnh đó trong một cái kênh xu thế dài, thì chúng ta sẽ chờ những nhịp chỉnh như vậy nó sẽ hợp lý hơn về mức giá. Hiện tại thì công thương đã có 2 tuần chạy nước rút
2 tuần chạy nước rút rất là khỏe ở đây. Thì chúng ta sẽ chờ những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo, nhưng về cơ bản là Công Thương đã vượt ngoài mong đợi trong cái team của chúng ta phân tích, và sang tuần chạm 26 sẽ chỉnh giảm vào đây, và chúng ta sẽ quan sát ở vùng 24.5. Nếu tại vùng này nó không thủng nha các anh chị nhé, thì những cái điểm mua mới chúng ta mới tính toán được ở đây, chứ còn nếu mà nó bị thủng thì chúng ta sẽ dừng mua mới. Và cái target tiếp theo của Công Thương thì chúng ta sẽ đánh ở khoảng vùng giá 27. 27 mạnh hơn có thể chạm 28, nhưng Hùng Lê đánh giá rằng về đến vùng 27 cũng là vùng mà toàn ngành ngân hàng sẽ đi vào những cái kháng cự mạnh, toàn ngành ngân hàng sẽ đi vào những cái kháng cự mạnh ở đây, và cổ phiếu của nhóm ngành ngân hàng sẽ chỉnh đó, và chúng ta sẽ ăn trọn vẹn cái sóng này thôi, chứ chúng ta cũng không nên đua co theo làm cái gì nữa. Techcombank cũng đã khuyến nghị mua ở trên team khi mà Techcombank có những cái điểm vượt thoát vùng 23.5, vượt thoát vùng 23.5 để nó cũng song trùng với nhịp tăng của nhóm ngành ngân hàng. Techcombank thì chạy sau, chính vì vậy nên là những cái điểm mua Techcombank thì mới thôi. Bây giờ nếu mà mua đúng thì đang ở T1 hay là T2 gì đó. Tín hiệu dòng tiền đang đi lên rất là khỏe, tín hiệu dòng tiền ok tốt, và đích đến tiếp theo của Techcombank ở vùng giá 24.5 đến vùng 25, nhưng khả năng là nhịp này sẽ chúng ta sẽ kỳ vọng ở biên trên, tức là vùng 25. Đến vùng 25 thì chúng ta nhả đi một bớt hàng, nhả bớt hàng đi, và sau đó thì chúng ta sẽ kỳ vọng tiếp theo ở cái mốc 26. Tuy nhiên ở mốc 26 thì chúng ta sẽ tính toán sau. Ở trên một cái góc độ tổng thể thì chúng ta có thể thấy rằng Techcombank này sẽ chạy sau đấy, nhưng mà nó sẽ chạy khỏe đấy. Khả năng là sẽ vượt đỉnh, và thậm chí là chúng ta sẽ có một cái target cao hơn của Techcombank ở vùng giá 28. Tuy nhiên ở vùng giá 28 này thì Hùng Lê sẽ phân tích sau. Đầu tiên là chúng ta phải phân tích những cái gì mà nó thực tế hơn, tức là nó gần chúng ta hơn cái đã. Techcombank, HDBank. HDBank cũng là một cái mã cổ phiếu thành công của team. Tại sao lại thành công? Bởi vì là khi mà Hùng Lê phân tích nhóm ngành ngân hàng đang vào vào cầu thì gần như Hùng chỉ có khuyến nghị các anh chị ở trên team của Hùng Lê đánh ngân hàng thôi, mua ngân hàng thôi. Sau một cái nhịp giảm mạnh ở đây này, đúng không? Giảm mạnh ở đây, chạm về vùng 26, và HDBank có những nhịp bull lên rất là mạnh như này, thì Hùng Lê có đánh giá là các anh chị cứ bình tĩnh, đừng có vội mua, đúng không? Các anh chị cứ xem lại đi những cái bản tin của Hùng Lê ở từ ngày 12, từ ngày mùng 4 tháng 12. Từ ngày mùng 4 tháng 12 thì chúng ta đã có những phân tích ở đây, và Hùng Lê tiếp tục kỳ vọng là HDBank sẽ đánh chạm vùng 26.5. Từ vùng 26.5 này chúng ta mua đi. Đó, mua thoải mái đúng không ạ? Chúng ta có rất nhiều điểm mua ở vùng 26.5, thậm chí còn thấp hơn. Và sau đó thì có những cái điểm mà HDBank đánh vượt thoát vùng 27 thì cũng đã có khuyến nghị chúng ta mua gia tăng tỷ trọng để cân một cái nhịp cầu từ vùng 27 đánh chạm vùng 28.5 đến vùng 29. Đến thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng đã hoàn thành target của HDBank, và Hùng cũng đã có khuyến nghị các anh chị trong team của Hùng Lê chúng ta chốt. Mạnh hơn thì HDBank có thể sang tuần, sang những phiên giao dịch đầu tuần thì có thể kéo chạm về vùng 29.5, và từ vùng 29.5 này thì chúng ta sẽ xem là HDBank sẽ chỉnh. Đây các anh chị nhé, hoàn thành target này rồi. Khi hoàn thành target này rồi thì cổ phiếu này có thể kéo hút lên vùng 29.5 một tí, và sau đó thì sẽ đánh trả lại về vùng 28 111 ở đây. Trả lại vùng cung cầu vùng 28, và Hùng Lê sẽ có những phân tích đánh giá tại đây là có ổn không. Ổn thì chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ mua, không ổn thì thôi. Coi như vậy là chúng ta hoàn thành một cái nhịp đánh từ vùng 26.5, mua hết ở vùng 27 và chốt ở vùng 29 đến vùng 29.5. Như vậy là chúng ta cũng hoàn thành một cái nhịp phân tích ngắn của HDBank. Thêm một mã cổ phiếu về ngành banh nữa là VPBank. Bản thân VPBank thì cũng vượt ngoài kỳ vọng luôn các anh chị, vượt ngoài kỳ vọng luôn. Khi VPBank có một nhịp chỉnh giảm từ vùng 22.5 về chạm vùng 19.5, các anh chị xem lại những bản tin video của Hùng Lê đã phân tích trước đây, thì Hùng có đánh giá rằng VPBank những cái nhịp giảm này nó chỉ do các cái nhà đầu tư nhỏ lẻ ra hàng. Còn những cái tài khoản lớn, những cái dòng tiền lớn, những cái con cá mập nó vẫn đang nằm ở trong VPBank. Và chính vì vậy nên khi VPBank chạm về vùng 19.5 thì Hùng Lê có đánh giá rằng VPBank sẽ có một nhịp hồi, nhịp tăng mạnh mẽ luôn. Các anh chị xem lại những bản tin cũ, những cái gì Hùng Lê nói thì vẫn còn đó. Và bây giờ thì chúng ta đã nhìn thấy một cái sự mạnh mẽ của VPBank, đúng không? Một sự mạnh mẽ của VPBank. Khi VPBank chạm vùng 19-19.5, chúng ta đã có khuyến nghị mua và có những cái điểm gãy ở đây 19.8.
không bị gãy từ vùng 19.8 này, thì ông Lê có phân tích đề cập đến việc là VBank đánh chạm vùng 22, và bản thân ở trong cái tuần giao dịch cũ thì ông Lê liên tục cập nhật những cái vị thế, và rõ ràng là cái kỳ vọng của chúng ta là VBank đánh chạm vùng 22.5 thì đã hoàn thành anh chị nhé. Đó, vùng 22.5 là hoàn thành, và thậm chí là mỹ mãn hơn là đã đánh đánh cái nến này, thì Hùng Lê không phân tích được, thực sự là không phân tích được, bởi vì là nó quá mạnh luôn, nó quá nằm ngoài những cái dự kiến của Hùng Lê. Và khi cổ phiếu đánh như thế này thì có thể là sẽ đánh kéo lên vùng 24, và chúng ta sẽ chờ đợi lại VBank ở vùng 23. Như vậy là khi nó cổ phiếu nó đánh thoát vượt thoát lên đó, thì nó sẽ có tiếp một cái nhịp kéo 23.2 và vùng 23. VBank sẽ tiếp tục có một nhịp kéo để hút dòng tiền của nhà đầu tư cá nhân, tức là rất nhiều nhà đầu tư cá nhân sẽ bắt đầu mua ở đây, đó sẽ hút lên ở đây, thì cũng có thể nếu mà chúng ta nhanh thì chúng ta sẽ kịp T cộng, và không nhanh thì chúng ta sẽ bị ăn một cái lực xả của những cái anh chị đã mua được ở những cái vùng này. Tuy nhiên với quan điểm, với những góc nhìn của Lê thì ông Lê đánh giá rằng VBank vẫn là một mã cổ phiếu mạnh, và cái đích đến tiếp theo của VBank chúng ta sẽ chờ đón ở mốc 25. Chạm đến mốc 25 này thì VBank sẽ chỉnh chung với tổng thể của nhóm ngành ngân hàng. Và chỉnh về đâu thì chúng ta sẽ có những cái phân tích định lượng dựa trên thị trường, dựa trên các yếu tố nội tại của thị trường và các yếu tố nội tại của cổ phiếu. Bản thân VBank thì Hùng cũng đã có khuyến nghị trong team của Lê sẽ ra hàng dần, và hiện tại thì đâu đó cũng có thể là ra được đến khoảng tầm 50-60% hàng rồi. Bây giờ thì còn một ít nữa thôi, thì chúng ta sẽ canh để chúng ta chờ chốt những cái vị thế cao hơn, và như vậy thì chúng ta cũng sẽ có một cái nhịp đánh cực kỳ là tuyệt vời của nhóm ngành ngân hàng HCM. Bản thân HCM thì trong trong giai đoạn hiện tại nó chưa mạnh, các anh chị đang có những cái nhịp hồi đánh lên hồi xuống, rũ lên hồi xuống thôi, và cái nhịp hồi này thì cũng đánh giá đâu chạm được khoảng vùng 23 đây, chạm đây đây chạm 23 lại chỉnh chỉnh rồi lại hồi hồi rồi lại chỉnh, tức là những cái nhịp đánh của những cái sóng ngắn để nó hình thành nên những cái gọi là những cái vùng tích lũy, hình thành những cái vùng tích lũy như này thôi, cơ bản là như vậy, chưa mạnh. SSI thì hơi yếu. SSI khi chạm về vùng 18 này, chúng ta phân tích định lượng này, chạm về vùng 18 có những nhịp hồi lên này, sau đó thì sẽ có những nhịp test trả lại cung cầu ở đâu đó quanh vùng 18.7 này, và sau đó thì hồi mắc lên được khoảng tầm vùng 20.5 đó, những kịch bản như vậy. SSI hiện tại thì nó vẫn đang nằm ở trong một cái kênh xu thế giảm dài, và giảm dài như vậy thì cũng không biết đâu là đáy, không biết đâu là đáy, và chúng ta sẽ cần chờ những cái tín hiệu tạo nền, thì khi đó chúng ta mới biết đấy là đáy, và chúng ta sẽ có những phân tích định lượng sau. Chúng ta phân tích mã cổ phiếu về ngành thép Hòa Phát HPG. Đến thời điểm hiện tại này thì Hùng Lê cũng không có lời nào để dành cho Hòa Phát nữa, bởi vì những cái phân tích định lượng của chúng ta thì nó đã hết sức là hoàn hảo rồi. Kịch bản của chúng ta ở trong cái kịch bản target 2, tức là target sau cái nhịp mà Hùng có đánh giá phân tích ở đây là vùng 24.5, thì Hùng đã có những phân tích rất là sớm, đó là target này sẽ chạm về vùng 25.5 đến vùng 26, và kết kết phiên ở trước tuần giao dịch mới thì Hòa Phát đã đóng cửa vùng 26.3, tăng so với mức kỳ vọng của chúng ta 0.3. Và một cái câu hỏi hiện tại đến bây giờ thì Hòa Phát đã tạo nền xong chưa, và cái cách thức đi của Hòa Phát nó sẽ như thế nào? Hòa Phát là một mã cổ phiếu mà Hùng Lê đã có những cái phân tích định lượng từ rất là sớm, từ đây những cái tín hiệu tạo nền là các anh chị có thể xem lại từ tháng 4 đâu đó, tháng tháng à, tháng 5 tháng 6 gì đó, và bây giờ đã là tháng 12, tức là khoảng tầm độ 6 7 tháng trước thì Hùng đã có phân tích về Hòa Phát rồi. Với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của Hòa Phát đang rất là mạnh anh chị nhé, và cái đích đến tiếp theo của Hòa Phát thì chúng ta sẽ kỳ vọng ở vùng 27. Sau khi chạm vùng 27 xong thì Hùng sẽ có những cái phân tích định lượng tiếp theo, sẽ có những cái phân tích định lượng tiếp theo của Hòa Phát. Và hiện tại thì Hòa Phát đã tạo nền xong chưa? Thì Hùng Lê đã có đánh giá rằng là hiện tại thì Hòa Phát đã bắt đầu đi vào một cái kênh xu thế trung trung hạn, và cái kênh xu thế này thì
những cái mục tiêu về giá, ví dụ như giá sẽ chạm 3x hay bao nhiêu đó thì chúng ta sẽ có những cái phân tích tiếp theo. Nhưng về cơ bản là chúng ta sẽ kỳ vọng một cái target tiếp theo ở đây vùng 27, và khi chạm về đây thì cổ phiếu có thể có những cái điểm test đỉnh, chúng ta sẽ có những cái phân tích tiếp theo. HSG cũng là một cái mã cổ phiếu song trùng với Hòa Phát, song trùng với Hòa Phát Hùng Lê có phân tích và khuyến nghị chúng ta tham gia đầu tư. Và những vùng phân tích đâu đó ở vùng 7 này, là lúc này là hoa sen, không phải 7 các anh chị nhé, vùng 6.5 đến vùng 6.8 là nền, tức là khởi nguyên của cái nhịp phân tích sóng thép. Sau đó đến nền 7 là cái nền khuyến nghị chúng ta mua. Target mà phân tích ở bên này đó là vùng 8.5. Sau khi đạt vùng 8.5 rồi thì sẽ chỉnh lại về vùng 7.6 đến 7.8, và đây là cái vùng mà để hoa sen tích lũy, và chúng ta tiếp tục hoàn thành một cái target vùng 9 và đến vùng 10. Bản thân hoa sen trong phiên kết tuần thì hoa sen đã chạm đến vùng 9, tức là đã chạm đến một cái vùng giá rất là cao, và hiện tại ở đây thì vùng 9 này cũng là một cái vùng kháng cự mạnh của cổ phiếu. Chính vì vậy nên những phiên giao dịch đầu tuần thì có thể hoa sen sẽ trả lại anh chị nhé, sẽ trả lại cung cầu ở đâu đó khoảng quanh vùng 8.7, nên đánh giá khoảng vùng 8.7 nó là hợp lý. Và khi đó thì sau đó thì sẽ test tích lũy ở vùng 8.7 và sẽ kỳ vọng một cái mốc tiếp theo đó là vùng 10. Thì bản thân cổ phiếu Hoa Sen là một mã cổ phiếu mà Hùng Lê có đánh giá rằng ở vùng 7.8, ở vùng 7.6, 7.8 và thậm chí thấp hơn ở vùng 7, đó là một cái vùng mà chúng ta sẽ đầu tư cho một sóng chung và dài hạn của ngành thép nói chung và cổ phiếu Hoa Sen nói riêng. Thì hiện tại những cái tín hiệu tạo nền của cổ phiếu Hoa Sen, những cái tín hiệu tạo nền của cổ phiếu Hoa Sen đang rất là đẹp và đang rất là tốt rồi. Và chúng ta sẽ chờ những cái tín hiệu tạo nền nó sẽ kết thúc khi mà cổ phiếu Hoa Sen vượt thoát nền 12. Khi cổ phiếu Hoa Sen vượt thoát nền 12 thì chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng và hy vọng và kỳ vọng nó khác nhau các anh chị nhé. Hy vọng nó là không có cơ sở, còn kỳ vọng nó có cơ sở, có thể đánh chạm vùng 18 đến vùng 20, thì đấy là những cái target dài hơn, đấy là những cái sóng dài hơn của Hoa Sen trong năm 2020, thì chúng ta sẽ có những cái phân tích định lượng tiếp theo. Có nên phân tích nốt ngành thép không anh chị? Phân tích nốt nhé, phân tích nốt. Tiếp theo là mã cổ phiếu Nam Kim, NKG. Thì bản thân Nam Kim Hùng có phân tích và định lượng cho các anh chị từ vùng giá 6.5 đến vùng 6.7. Đây chính là vùng mà Hùng đã khuyến nghị anh chị chúng ta mua. Và Nam Kim đã đánh về vùng 9. Đây là một cái target đầu tiên mà Hùng lên phân tích. Và đến thời điểm hiện tại thì Nam Kim đã đánh vượt 9 và đánh thậm chí là đánh về 10. Thậm chí đánh về 10. Như vậy là từ vùng 6.5, cứ cho từ vùng 7 mà đánh về vùng 10, tức là tăng được 3.000. Như vậy thì chúng ta cũng có thể tính toán được một cái tọa độ là Nam Kim đã có một cái mức tăng như thế nào. Và sau đó thì Nam Kim đã có một phiên phân phối giảm và sau đó thì đã kéo lên. Vì trên cơ sở hiện tại thì một số anh chị có hỏi ông Lê là bây giờ cái tình huống của Nam Kim thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào. Thì bản thân là Nam Kim hay Hoa Sen hay Hòa Phát đang là những cái quá trình mà chuyển thể, tức là quá trình xoay chuyển một cái cục diện từ một cái kênh xu thế giảm dài và sang một cái kênh xu thế tăng dài. Thì các anh chị cũng có thể đến thời điểm hiện tại thì Hùng chưa dám phân tích Nam Kim ở, các anh chị chờ một tí. Đến thời điểm hiện tại thì chủ Hùng chưa dám phân tích Nam Kim ở vùng giá 15. Tuy nhiên là sau khi mà Nam Kim hình thành xong thì cái việc mà Nam Kim đánh về vùng 15, thậm chí vùng 20 đến vùng 25, nó hoàn toàn là hiện thực và hoàn toàn là khả thi. Và trong một cái sóng như vậy thì chúng ta sẽ tận dụng để chúng ta đánh. Cái sóng đấy nó ít lắm các anh chị ạ, rất ít, nên là chúng ta phải hết sức là chúng ta theo sát những cái tín hiệu Hùng Lê để chúng ta có thể mua đó. Thì trong cái kịch bản mà khi mà Nam Kim chỉnh về đánh về vùng 9 thì cũng có đánh giá rằng là Nam Kim sẽ tích lũy lại ở vùng 8 đến vùng 8.2 thì nó sẽ khá là hợp lý. Thì các anh chị sẽ chờ cái nhịp T cộng này các anh chị nhé, T cộng này, T0 này, T1 này, T2 và T3 thì khả năng là đánh chạm về vùng 10. Và về cơ bản thì Hùng vẫn đánh giá rằng Nam Kim sẽ cần đánh chạm lại về vùng
về vùng 10 nó sẽ hợp lý hơn các anh chị. Đó, đánh chạm về vùng 10 sẽ hợp lý hơn. Ok, chúng ta sẽ đánh lại ở cái điểm 17. Và khi đánh chạm về vùng 10 này thì có thể hàng T cộng của cái này về thì chúng ta sẽ chờ những cái tín hiệu ổn định hơn của Nam Kim. Và Nam Kim đã tạo nền xong hay chưa thì về góc độ hiện tại Lùng đánh giá rằng Nam Kim đã gần như là Nam Kim đã tạo nền xong các anh chị nhé. Và Nam Kim sẽ bắt đầu một cái sóng song trùng với lại sóng của ngành thép. Ok, tiếp theo là TLH thì bản thân TLH cũng là một cái mã cổ phiếu nằm trong cái bộ 4 mã cổ phiếu của ngành thép mà hôm nay có phân tích và định lượng. Hiện tại thì TLH cũng đã có những cái nhịp đánh dẫn, các anh chị nhé. Và cái vùng mà Hùng khuyến nghị cho các anh chị đó là vùng 3.9 đến vùng 4, chúng ta mở những cái điểm múa gom. Và bản thân TLH thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy rằng là lịch sử tạo lập đã có những vùng đánh từ vùng 2 và đánh tăng lên vùng 10. Tức là trong một cái nhịp tăng của TLH đã tăng 500%. Tức là chúng ta có 100 triệu mua ở vùng 2 thì sau đó chúng ta sẽ có 500 triệu các anh chị nhỉ, đúng không ạ? Nhân 5. Vậy thì những cái vùng đánh ở đây, bản thân như Hoa Sen hay như Nam Kim, những cái sóng đánh lớn đấy nó rất là hiếm hoi. Nên là các anh chị, nếu như những anh chị nào mà đã có cơ hội tiếp cận đến với kênh chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng thì anh chị có thể share những cái bản tin của Hùng Lê để cho cộng đồng nhà đầu tư, để cho những anh chị của chúng ta chưa biết đến thì chúng ta sẽ biết đến để chúng ta có được những cái nhịp đánh nó dài hơi và nó sẽ hiệu quả hơn trong cái quá trình chúng ta đầu tư. Thì bản thân là TLH ở trong nhịp đánh này thì Hùng đang kỳ vọng là sẽ đánh chạm vùng 5 trước, và từ vùng 5 này thì cổ phiếu nó phải nghỉ ngơi, đúng không ạ? Nghỉ ngơi như nào đó thì Hùng sẽ có những cái phân tích định lượng sau, nhưng mà cái đích đến tiếp theo sẽ đánh từ vùng 4 đến vùng 5, như vậy là cũng nhịp này nó cũng sẽ chạy được khoảng tầm 25%, kỳ vọng là như vậy. Ok, như vậy là chúng ta phân tích luôn mã cổ phiếu thép các anh chị nhé. Rồi, chúng ta đã xong. Như vậy là Hùng Lê vừa cùng với tất cả những anh chị em điểm lại sơ bộ qua một số các cái mã cổ phiếu, một số các nhóm ngành. Và bây giờ thì chúng ta sẽ có những cái phân tích định lượng về VN Index. Thì cái phân tích cái tổng thể của VN Index của chúng ta nó là tổng hợp của rất nhiều các cái yếu tố ngoại biên, yếu tố về anh Donald Trump, yếu tố về virus viêm phổi ở đấy, tức là rất nhiều. Nhưng thường thì Hùng Lê sẽ loại bỏ bớt những cái yếu tố đó, và Hùng Lê chỉ quan tâm đến cái nội tại thị trường, tức là phân tích trên cái nội tại thị trường của chúng ta, nó khỏe hay nó yếu. Nó khỏe thì nó sẽ chạy tiếp, nó yếu thì nó phải gập. Đây này, đây là cái nhịp này là hình như nếu Hùng nhớ không nhầm là nhịp Donald Trump đánh tướng Iran đó. Vậy thì bản thân là nó chỉ bị những cái điểm nó rất là ngắn thôi, và bản thân nội tại thị trường nó tốt thì nó vẫn hình thành một cái nhịp tăng. VN Index của chúng ta đã chạm vùng 990 điểm, và Hùng Lê đánh giá rằng với một cái nội tại hiện trạng của thị trường với nhóm ngành ngân hàng và một số các mã cổ phiếu trụ cơ bản tốt, thì trong cái tuần giao dịch mới các anh chị lưu ý là Hùng Lê phân tích đến tuần đến ngày 7 tháng 2 thì VN Index của chúng ta sẽ có cơ hội đánh về vùng 995 đến vùng 1.000 điểm. Và thời điểm này hiện tại Hùng Lê vẫn khuyến nghị các anh chị chúng ta những mã cổ phiếu nào chúng ta đạt kỳ vọng, đạt tất cả mọi cái yếu tố mà chúng ta kỳ vọng rồi thì chúng ta sẽ canh để chúng ta ra dần hàng. Bởi vì sau một cái nhịp tăng như thế này thị trường của chúng ta sẽ đổ, yên tâm là sẽ đổ, và cái điểm đổ đó thì Hùng đang tiên lượng nó đang đến khá gần với chúng ta. Cái điểm đổ đó nó sẽ xuất hiện sau những cái lực kéo hút dòng tiền của nhà đầu tư cá nhân bắt đầu vào hàng, thì như vậy là tay to và tay lớn là người ta sẽ bắt đầu nó sẽ sang hàng cho những nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ, và bắt đầu thị trường sẽ bước vào một cái giai đoạn là chỉnh giảm, và cái giai đoạn đó nó đến đang rất là gần rồi. Thì bản thân là khi Hùng Lê phân tích tất cả các cái mã cổ phiếu nó đạt những cái target hoặc là những cái target cao hơn thì chúng ta sẽ canh để chúng ta chốt, chỉ cần thị trường có những cái dấu hiệu vi phạm nguyên tắc thì ngay lập tức là chúng ta sẽ thoát hàng. Đó, rất là an toàn, bởi vì là bây giờ những cái cổ phiếu đấy nó về đến với tài khoản của chúng ta rồi, chúng ta hoàn toàn yên tâm là chúng ta có thể bán mọi lúc mọi nơi, bởi vì là chúng ta có những cái điểm mua rất là sớm. Thì đối với VN Index là như vậy, VN Index sẽ đi vào cái vùng kháng cự mạnh, vùng 995 điểm đến vùng 1.000 điểm.
Bản thân đối với phái sinh đã có một trận đánh rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Một cái trend phân tích dài của chúng ta vượt kỳ vọng luôn. Chúng ta phân tích là sẽ long về vùng 900 nhưng mà phái sinh đã long hẳn về vùng 910, tức là cũng vượt 10 điểm, đúng không? Thì song trùng với cái việc là VN Index của chúng ta sẽ chạm về cái vùng kháng cự mạnh đó thì phái sinh vẫn tiếp tục một một cái nhịp long, nhưng mà nó có thể nó sẽ trả lại một tí anh chị nhé. Phái sinh thì có thể nó sẽ trả lại một tí, nó sẽ trả lại đây này, nó sẽ trả lại đây này, nó có thể nó sẽ khi chạm về 910 ấy, nó sẽ sọc sọc một tí đây này, sọc một tí ở đây, nó chạm về đây xem nào, sọc chạm về đây một tí này, về khoảng vùng 904 đến 905 đó. Hùng để 905 nhé cho nó chẵn, nhưng mà khả năng là về vùng đó sẽ sọc một phát về vùng đây, và sau khi sọc một phát về vùng đây rồi thì sẽ kéo tiếp một nhịp nữa, tức là cái nhịp này là cũng là một cái nhịp kéo cuối cùng 920. Nhịp kéo cuối cùng của phái sinh kéo chạm vùng 920 trước khi chúng ta có thể phân tích một trend sọc ở đây, trend sọc ở đây thì đó. Ok, như vậy là chúng ta đã đưa ra những cái kịch bản về thị trường, nó cũng khá là song trùng thôi, nó cũng không có cái gì nó là ghê gớm cả. Với HNX Index thì cũng như vậy, tức là HNX Index cũng đang còn một cái nhịp tăng ở đây nữa thì nó cũng đi về vùng 108, đấy là một cái vùng cũng là cái vùng kháng cự mạnh ở đây. Đó, thì nó cũng sẽ có những cái nhịp song trùng để coi như là đây 100. Vùng hỗ trợ thì chúng ta sẽ để màu xanh, vùng kháng cự chúng ta sẽ để màu đỏ. Đó, kịch bản của VN Index, HNX Index và hợp đồng phái sinh anh chị nhá. Ok. Ngày hôm nay thì ngày Tết, 2 tuần vừa rồi, 2 tuần mà Hùng làm bản tin thì chúng ta đều không phân tích được danh mục, bởi vì là Hùng Lê có những cái việc nói chung là cũng gần Tết. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ điểm lại qua nhanh các cái danh mục mà chúng ta đang phân tích và chúng ta đang theo dõi. Ngoài những cái miếng đánh, ngoài những cái trận đánh lớn về nhóm ngành ngân hàng, về nhóm ngành thép và một số các cái mã cổ phiếu trụ, ví dụ như Vinhome, ví dụ như Vinamilk, ví dụ như PNG, thì chúng ta đâu đó chúng ta vẫn còn một số các cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê cũng đã có những cái phân tích rất là hay cho các anh chị. Bản thân C2, một trong những tài khoản lớn Hùng Lê đang quản lý, đang nắm giữ, và Hùng Lê cũng đã có khuyến nghị chốt bớt một phần ở vùng 25.5, chính xác là như vậy, vùng 25.5. Và bây giờ hiện tại thì CI đang kéo qua vùng 26, thì cơ bản là một số các cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì có thể cổ phiếu này sẽ kéo về ở đâu đó khoảng vùng 27. Tuy nhiên chúng ta để kéo được về vùng 27 thì chúng ta phải lưu ý đến cái vùng ở đây, tức là vùng 25. Bản thân khi cổ phiếu trở thành cổ phiếu đánh vượt thoát cái vùng này thì nó lại trở thành một cái vùng hỗ trợ ở đây, và các anh chị nhìn thấy đây là một cây nến mà suýt chạm vùng 25. Một điều rất là hay là sau một cái phiên phân phối ở đây này thì đã có hai phiên về cái lực cầu nó ra rất là bé, và với một cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại như thế này thì Hùng Lê sẽ tiếp tục kỳ vọng C2 sẽ đánh chạm vùng 27, sẽ đánh chạm vùng 27. Và bản thân C2 thì là một mã cổ phiếu như thế nào, thì C2 là một mã cổ phiếu mà Hùng đang có những kỳ vọng những trận đánh lớn. Trận đánh lớn là như thế nào, có nghĩa là C2 sẽ không dừng ở vùng giá 25.5, 26, 27 và sẽ có thể đánh lên, chạm lên khoảng vùng 3x, đấy là những trận đánh lớn. Tuy nhiên để có được những trận đánh lớn này thì Hùng Lê sẽ cần thêm có những cái dữ liệu về mặt kỹ thuật để chúng ta phân tích. Đó, khi mà C2 chạm vùng 25 đúng không ạ, Hùng Lê bảo các anh chị cứ từ từ về đến vùng 22 chúng ta hãng mua. Về vùng 22 mua thì đánh chạm vùng 25 đến vùng 25.5 rồi thì chúng ta sẽ chờ những cái tín hiệu kỹ thuật ở đây, thì về cơ bản là chúng ta sẽ canh để chúng ta chốt dần, bởi vì là khi mà thị trường một cái nhịp mà VN Index chỉnh ấy, thì tất cả những mã cổ phiếu nó sẽ chỉnh theo. Chính vì vậy nên là Hùng Lê đang tính toán ở một cái tọa độ nào đó để làm sao để chúng ta chốt lãi được tốt nhất đối với mã cổ phiếu C2. Còn đối với C2 là một mã cổ phiếu đánh sóng dài, vậy thì khi thị trường trung chỉnh thì C2 sẽ chỉnh về một cái điểm nào đó và chúng ta sẽ mua tiếp C2, C2 sẽ về vùng 3x, các anh chị yên tâm. Những cái phân tích định lượng của Hùng Lê nó sẽ rất là dài luôn, thậm chí 30, 34 là những cái điểm của C2 ở đây của năm 2020.
Anh chị cứ tin Hùng Lê đi, cứ tin một lần. Ok, những điểm mua của C2 hiện tại không còn các anh chị nhé, chúng ta sẽ không còn nữa, và chúng ta chủ yếu chúng ta là canh chốt lời song trùng với nhịp chỉnh của VN Index sắp tới ở đây. Ok, SCS. Đối với SCS cũng là một cái mã cổ phiếu về bất động sản mà ông Lê đã có những phân tích định lượng ở vùng giá 16, đích đến tiếp theo của SCS không có gì thay đổi vùng 19. Vùng 19 đến vùng 20, nhưng mà trước mắt thì có thể đánh chạm vùng 19 trước, vùng 19 này, nhưng vùng 20 thì có vẻ là hơi khó. 19, và hiện tại thì đang có những cái điểm đánh vượt thoát vùng 17, như thế này xu thế hiện tại như thế này khá là tốt, khá là ok. TDH đã có những cái điểm phân tích ở đây, vùng 9.7 đến vùng 10 và mục tiêu chạm vùng 11 đến vùng 11.5, không có gì thay đổi đối với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của TDH. Hơi yếu nhưng mà yếu như này, nhưng mà nó sẽ cần thêm đi, có thể nó sẽ đi thêm 1 2 tuần, 1 tuần ở đây nữa để trước khi có thể chạm được về cái vùng này. Tuy nhiên các anh chị lưu ý nhá, VN Index của chúng ta đang đi vào những vùng kháng cự mạnh, và những cái nhịp phân tích này của ông Lê nó cũng đang là cái nhịp gần cuối, nên là chúng ta phải chú ý. KBC, bản thân KBC thì là những cái cách đánh của KBC đó đánh rất là khó chịu luôn, nếu mà xem trên đến ngày. Điểm hội tụ 14 đến 14.2, đích đến 17 vẫn không có gì thay đổi, cơ bản là như vậy. Chúng ta tuyệt đối chúng ta không mua theo, đua theo những phiên giá xanh đối với KBC, bởi vì Hùng Lê đã quan sát khá là kỹ cái đường đi, cái cách đánh của đội đội lái đội tạo lập của KBC, và thường gần như là nếu mà chúng ta mua xanh thì chúng ta sẽ bị lỗ ngay lập tức. HDC thì hiện tại chưa có gì. HDC thì chúng ta đang có một cái nền phân tích ở đây, nền 21 đến nền 22. Xu thế tạo nền ở đây sẽ cần thêm thời gian, sẽ cần thêm thời gian. HBC là một mã cổ phiếu mà chúng ta đã có khuyến nghị ở trên team, khi mà HBC đang hình thành một cái nền đây 10.5 đến khoảng vùng nền 11.3. Nền biên trung bình mua khuyến nghị ở vùng 11, khi cổ phiếu vượt thoát ở vùng 11.8 thì chúng ta sẽ mở điểm mua hết, và đấy là điểm mua cuối cùng. Đấy là điểm mua cuối cùng, và đích đến tiếp theo của HBC là vùng 13 đến vùng 13.5. Đây là mã cổ phiếu đánh T cộng các anh chị nhé, đánh T cộng. Chính vì vậy nên là chúng ta phải mua nhanh chân để không bị chậm T và không bị bất lợi về giá, và những nhịp đánh của HBC hiện tại đang là những nhịp đánh ngắn. Về chứng khoán thì BID, MBB, Techcombank, VIBank, Vietcombank, HDBank, Công Thương, ACB. Hùng Lê đã có phân tích rồi, và bây giờ thì mã cổ phiếu hai mã này thì Hùng sẽ phân tích tiếp, đang rất là đẹp đây. TVB. TVB thì nó hơi, nói như nào nhỉ, cái mã cổ phiếu này thì nó thanh khoản nó hơi thấp đó, nhưng mà cái cách đánh của tạo lập của cổ phiếu này thì rất là hay. Nếu như chúng ta bắt được nhịp và chúng ta đón được nhịp thì đây là một cái nhịp mà Hùng đã có những cái phân tích khuyến nghị, và các anh chị trong team của Hùng Lê thì đã chốt TVB các anh chị nhé, và hàng về là coi như là chốt thoải mái luôn. Và sau khi chốt xong thì TVB đã có một nhịp chỉnh giảm ở đây, thì chúng ta sẽ canh ở đây này, khoảng vùng 14. Khả năng sẽ chỉnh chạm lại vùng 14, và từ vùng 14 này thì chúng ta sẽ quan sát, nếu cổ phiếu này không gãy và lại có một cái lực cầu hút lại khoảng tầm độ 150.000 đến 200.000 cổ phiếu một phiên, thì chúng ta sẽ mua ở trong phiên này, và chúng ta sẽ chờ đón một cái target tiếp theo, chào đón target tiếp theo của cổ phiếu TVB ở khoảng vùng 16 đến vùng 16.5. Đây là một mã cổ phiếu thanh khoản nó ở mức trung bình, chính vì vậy nên là chúng ta sẽ dành một cái tỷ trọng vừa phải để chúng ta đánh mã cổ phiếu này thôi. VND là một mã cổ phiếu về ngành chứng khoán, và chúng ta cũng thấy rằng là VND đã bước vào một cái kênh giảm khá là dài. Và trong giai đoạn hiện tại thì chúng ta, tại sao Hùng Lê lại phân tích VND? Nó hay đấy, nó có những cái yếu tố mới, nó có những cái nhân tố mới để Hùng Lê nói đến câu chuyện này. Thì bản thân là VND bây giờ chúng ta sẽ có một cái biên ở đây anh chị nhé, cái biên ở đây là biên 14 đến 14.5, những cái tín hiệu tạo nền ở quanh cái vùng từ vùng 13, và sau đó thì cũng có cân nhắc đến cái vùng 14 đến 14.5 rất là ok. Lực cầu nó có thể sẽ xuất hiện quay trở lại đối với mã cổ phiếu VND.
sẽ có thể xuất hiện quay trở lại đối với mã cổ phiếu VND trong khi sau khi mà cái đợt nghỉ này sắp tới. Thì Hùng có đánh giá rằng VND sẽ có thể trả cầu lại vùng quanh vùng 14.8, 14.8 các anh chị. Nếu những cái điểm mua, chúng ta sẽ mở những cái điểm mua mới ở vùng 14.8 và kỳ vọng của Hùng Lê trong nhịp đánh này thì VND sẽ đánh chạm lại về vùng 17.5. Đây là cái target đầu tiên và đây là một cái mã cổ phiếu mà cũng đáng để đầu tư trong một cái năm mới, năm Canh Tý, và Hùng Lê vừa mới khai quật ra. Các anh chị, những cái điểm mua này là điểm mua hoàn toàn mới nhé. Chúng ta đừng có đua theo những điểm mua xanh. Chúng ta cứ bình tĩnh, cổ phiếu đang còn rất là nhiều, không đi đâu mà vội cả. Dầu khí PVS đã phân tích rồi, chúng ta sẽ mua ở vùng 18. Mã cổ phiếu DRC. DRC là một mã cổ phiếu mà Hùng Lê có phân tích rằng mã cổ phiếu này đang thỏa mãn những cái điều kiện về kênh sóng dài, và đây là một mã cổ phiếu tốt của ngành cao su, đúng không ạ? Đây là một mã cổ phiếu tốt của ngành cao su. Tại vì sao nó tốt thì định nghĩa nôm na nó tăng giá thì là nó tốt. Và DRC thì cũng có lịch sử tạo lập, các anh chị có thể xem lại lịch sử tạo lập là DRC đánh từ vùng 5 và đánh chạm vùng 30. Tức là cũng đâu đó cũng tăng 6 lần, 6 lần đúng không? Và bây giờ thì DRC đã có hình thành ở vùng đáy ở đây từ vùng 18 và bây giờ đã đánh lên đến vùng 26 rồi. Tức là DRC cũng đã tăng 8.000, 8 trên 18, tức là DRC cũng đã chạy được một nhịp gần 50%, gần 50% rồi. Và trong nhịp này thì DRC sẽ đi đến đâu? Chúng ta kỳ vọng như thế nào? Thì bản thân là DRC Hùng Lê đã có những cái phân tích khuyến nghị cho các anh chị ở đâu đó ở cái vùng nào thì các anh chị xem lại những bản tin trước nhé. Khoảng vùng 22.5 đến vùng 23. Những kịch bản phân tích của DRC thì Hùng cũng đã có phân tích rồi, và những cái điểm mà chạm target ở đây, những cái điểm test chỉnh ở đây và mục tiêu ngắn thì DRC sẽ chạm về vùng 27, thì cái điểm 27 này thì khả năng là sẽ thành thành hiện thực thôi. Đó, chạm về vùng 27 thì cổ phiếu này sẽ chỉnh giảm lại các anh chị ạ. Đây, cũng sẽ kéo cái này nhé, kéo cái này lên đây, sẽ chỉnh giảm lại. Đẹp nhất nó là chỉnh giảm lại ở khoảng vùng 20 24.5 đó, đánh về vùng 27 và giảm về vùng 24.5. Khi cổ phiếu này đánh giảm về vùng 24.5 xong thì chúng ta sẽ chờ đón một target nó cao hơn, đó là sẽ đánh về vùng 3x. 3x DRC hay đấy, đang rất là đẹp luôn. Và đây là một cái mã cổ phiếu mà ông Lê đánh giá rằng là những cái kênh sóng của DRC hiện tại đang rất là đẹp. Và đã có những cái đánh giá rằng DRC hiện tại đang thỏa mãn các cái điều kiện, các cái yếu tố của một cái sóng trend sóng dài. Trend sóng dài các anh chị nhé, và một mã cổ phiếu cực hay của ngành cao su, anh chị lưu ý. Ngành thép thì bốn mã cổ phiếu Hòa Phát, Hoa Sen, Nam Kim, TLH, Hùng Lê đã có phân tích định lượng rồi ở trong đầu bản tin. Hàng không VDC và HVN thì chúng ta sẽ điểm qua lại HVN một tí. HVN thì nó đang chưa thực sự mạnh. Và cái quá trình mà tạo nền, tức là HVN sẽ có một quá trình chỉnh giảm các anh chị nhé. Giảm, và Hùng đang đánh giá rằng cái điểm tạo nền, hay còn gọi là trong lý thuyết của Livermore có nói điện đến cái điểm xoay chiều của HVN sẽ là điểm 32. Cái điểm là 32 các anh chị. 32 đẹp chưa nhỉ? Được được cái đấy, 3 điểm 32 là ổn. Ok, sẽ là điểm 32. Chúng ta sẽ chờ những cái tín hiệu tạo nền ở đây. Thì cái cách tạo nền của cổ phiếu như thế nào? Tức là chạm về 32 này, nó tăng này. Đó. Tăng xong rồi nó giảm này, chạm đập đập đi đập lại như này. Nó sẽ đập đi đập lại, và cái xu thế tạo nền này thì chúng ta sẽ phụ thuộc vào yếu tố thị trường và phụ thuộc vào yếu tố nội tại của doanh nghiệp. Và để mà tạo xong cái nền ở đây thì cơ bản là cũng phải hết, khả năng sẽ hết quý 1 đấy. Anh chị lưu ý, khả năng là hết quý 1 thì HVN mới tăng được. Còn những cái nhịp tăng mà bé bé này chúng ta không quan tâm, đúng không? Chúng ta không quan tâm, chúng ta quan tâm những cái nhịp tăng lớn, ví dụ như DRC. Đó, tại sao Hùng có những cái phân tích từ những cái vùng 22-21 ở đây này, những cái vùng ở đây, để chúng ta có những cái vùng target 27, xong đó những cái vùng target 30. Đó, chúng ta quan tâm đến những cái nhịp đánh lớn, còn những cái nhịp tạo nền thì chúng ta sẽ tạm thời là chúng ta phân tích để chúng ta nhìn thấy thôi. Bản thân VGI, khi VGI tạo hình thành biên ở đây, biên 23 đến biên 25, trung bình ở vùng 24, thì Hùng Lê đã có những cái đánh giá đưa VGI vào. Và phiên đây chính là cái phiên mà Hùng Lê đã khuyến nghị các anh chị chúng ta mở mua VGI khi VGI có những cái phiên đánh vượt thoát
biên trên đó là biên 25. Bản thân nội tại của VGI thì VGI có thể kéo lên chạm vùng 27, sau đó chỉnh giảm một tí, giảm nhẹ nhẹ ở đây này, ở khoảng vùng 25.5, và cái đích đến tiếp theo của VGI thì Hùng Lê vẫn kỳ vọng đánh chạm vùng 30, 29. 29 đến vùng 30, cơ bản là như vậy. Đây cũng là một mã cổ phiếu tạm thời chúng ta đánh T cộng thôi. Một mã cổ phiếu đánh T cộng. Và chúng ta phải nhanh chân các anh chị nhá. Chậm T cộng là chúng ta sẽ chết. Tại vì sao? Tại vì là VN-Index của chúng ta sắp đổ rồi. Ở ngành dệt may có hai mã cổ phiếu TNG và TCM là hai mã cổ phiếu mà Hùng Lê đã khuyến nghị mua trên team Zalo VPS NO01. Chúng ta sẽ phân tích mã cổ phiếu TNG. Bản thân TNG khi hình thành một cái điểm chốt ở đây là điểm 14, là cái cơ sở thứ nhất để Hùng Lê phân tích, và cái nền thứ hai ở đây đó là nền 10 15 đến nền 15.4. Và khi mà cổ phiếu có những cái điểm vượt thoát ở đây, và đặc biệt là phiên kết tuần là một cái phiên cực kỳ đẹp của TNG, khi TNG đánh vượt thoát vùng 16 anh chị nhé. TNG đánh vượt thoát vùng 16, và đây là những cái tín hiệu để giúp cho những cái phân tích định lượng của chúng ta, là Hùng Lê có phân tích định lượng mà TNG sẽ đánh chạm vùng 18, mạnh hơn sẽ đánh chạm vùng 18.5 đến vùng 19, nhưng mà trước mắt thì chúng ta sẽ kỳ vọng ở vùng 18 trước. Và hiện tại trong team của Hùng Lê, những anh chị thì cũng đã có những cái điểm mua gom, đó là những cái điểm ở quanh vùng biên 15 đến 15.4, và những cái điểm mua hết thì đã khuyến nghị rồi, tức là có nghĩa là khi mà TNG bắt đầu có những cái dấu hiệu đánh vượt thoát vùng 16, chúng ta sẽ mở điểm mua hết, và như vậy thì chúng ta hoàn thành điểm mua ở TNG và chúng ta canh chốt TNG ở vùng 17 à 18 đến vùng 18.5, mạnh hơn có thể dùng vùng 19. TCM sau một cái nhịp đánh dẫn ở đây, Hùng có phân tích và khuyến nghị các anh chị cũng trong team của Hùng Lê luôn, team NO01 ở vùng 20.5, đây là những cái điểm mua. Khi cổ phiếu đánh lên thì chúng ta không vội vàng chúng ta mua, và chúng ta Hùng Lê luôn tìm những cái điểm hỗ trợ tốt nhất để chúng ta mua. Thì đây là điểm hỗ trợ tốt nhất là điểm 20.5 để chúng ta mua, và chúng ta sẽ mở điểm mua hết khi mà TCM đánh vượt thoát vùng 22. Bản thân là trong phiên ngày thứ 6 thì chúng ta cũng đã có thể mở điểm mua hết rồi. Như vậy là chúng ta được phiên kết tuần, xin lỗi cả nhà, phiên kết tuần của tuần trước là thứ tư nhỉ. Thì chúng ta đã được lợi T cộng, và có thể giá chưa được lợi nhưng T cộng đã được lợi rồi, tức là chúng ta đã đi nhanh chân hơn những anh chị khác phải mua trong cái phiên ngày 30, ở phiên mở cửa của tuần giao dịch mới ở đây. Và đích đến tiếp theo của TCM thì chúng ta sẽ sẽ chốt ở quanh vùng 24, và như vậy thì chúng ta cũng đã hoàn thành điểm mua gom ở vùng 20.5 và điểm mua hết khi TCM vượt vùng giá 22. Ok. Thủy sản MPC. MPC cũng là một cái mã cổ phiếu về ngành thủy sản, và liên tục có những cái thông tin xấu, những cái thông tin xấu đến với mã cổ phiếu MPC, thì Hùng có đã có những cái phân tích định lượng ở trên team Zalo VPS NO01. Và tại vì sao mà MPC đã có một cái nhịp rơi từ vùng 50 lên đến vùng 20, như vậy là đã giảm quá 50%, đúng không? Quá 50%, đúng không? Quá 50%. Và lý do vì sao cổ phiếu lại giảm như vậy, và khi cổ phiếu về đáy, rơi về đáy, tức là chạm vùng 18.5, thì nó có những cái tin tức xấu nó bung ra, thì đây là những cái thời điểm mà chúng ta cần phải xem xét những cái tin tức xấu đó. Bởi vì sao? Bởi vì nhà đầu tư cá nhân của chúng ta luôn là những người đi sau, luôn là những người thua thiệt, và bản thân là cổ phiếu nó đã giảm từ vùng giá 45, thậm chí là vùng 50 về đến đây, thì nó đã phản ánh hết toàn bộ tất cả những cái tin tức, tất cả những cái khó khăn nội tại của MPC rồi. Nó chỉ có một cái công ty con nó bị kiện một cái thông một, một một cái gọi là thuế bán chống phá giá. Và trong cái thời điểm hiện tại thì Hùng Lê đã có những phân tích khuyến nghị cho chúng ta ở vùng giá 21, đúng không ạ? Vùng giá 21 này, vùng giá 22 này, vùng giá 23.5, đấy là loại như vậy, chúng ta có những cái điểm gom dần ở đây. Bản thân MPC thì tín hiệu hiện tại Hùng đánh giá khá là ok rồi đấy. Tin xấu thì tin xấu, nhưng mà tin xấu ở thời điểm nào? Đó, và tin tốt ở thời điểm nào thì chúng ta nên có những cái phân tích định lượng về những cái thông tin đó để chúng ta có những cái setup nó tốt hơn trong cái quá trình chúng ta đầu tư. Tin tức là một phần, nhưng mà chúng ta phải xem cái nội tại của doanh nghiệp. DHC là một mã cổ phiếu mà Hùng Lê cũng đã có phân tích định lượng. Đây là một cái mã cổ phiếu mang những cái trend sóng dài. Khi DHC đây, vùng hỗ trợ đây 36 rất đẹp luôn, và có những cái điểm vượt thoát lên đây thì cũng đã có khuyến nghị ở một số các tài khoản chúng ta mua. Và hiện tại thì các cái tài khoản trong team của Hùng Lê thì đã chốt rồi, chốt ở vùng 41, 41.5, chốt tương bừng luôn.
chúng ta cứ chốt đi và chúng ta lại chờ đúng không ạ? Chắc chắn cổ phiếu lại rơi lại thôi, cổ phiếu lại rơi lại thôi. Sau khi mà chúng ta chốt xong có thể chạm lại về một tí ở đây vùng 42, nhưng rõ ràng một điều là chúng ta không thể biết đâu là đỉnh đúng không ạ? Chúng ta cứ có lãi rồi, chúng ta mua ở vùng dưới này thì chúng ta chốt đi còn gì nữa. Cùng lắm thì nó lên được vùng 42 thì tám lộc cho người sau một tí. Đấy là cái quan điểm của ông Lê, chúng ta đừng có quá là kỳ kèo. Đó. Thì cổ phiếu này sẽ chạm lại về vùng 42, 42.5 khả năng là như vậy. Và sau đó thì sẽ chỉnh giảm lại, và chỉnh giảm lại thì chúng ta lại mua. Đây là một mã cổ phiếu đánh theo những cái cách đi, những cái trend sóng dài, và chính vì nó đi theo những cái trend sóng dài nên là chúng ta cứ bình tĩnh thôi. Gặp hỗ trợ thì chúng ta mua và gặp kháng cự thì chúng ta bán, đó là về mặt quan điểm. Chúng ta sẽ đi đến mã cổ phiếu Superdong Kiên Giang, SKG. SKG là một cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê đánh giá rằng đây sẽ là tiêu điểm của năm 2020 và một cái mã cổ phiếu chiến lược của team. Những cái điểm khuyến nghị mua trong team thì Hùng Lê đã khuyến nghị rồi, các cái điểm mua gom từ vùng giá 11.5 đã mua hết rồi, và đến thời điểm tại thì gần như là chúng ta cũng đã có những cái vị thế rất là ok rồi. Và chúng ta sẽ chờ cái gì ạ? Chờ cổ phiếu này chắc chắn đánh vượt thoát vùng 13. Sớm hay muộn thôi, cũng gần gần thôi. Sau đó thì vượt thoát vùng 13, vượt thoát vùng 13. Ở đây chúng ta có thể mua hết ở đây vùng 12 đi, chúng ta mua mua gọi là mua dồn dập đi, và chúng ta sẽ chờ đánh thoát vượt thoát vùng 13. Khi đánh vượt thoát vùng 13 rồi, target tiếp theo vùng lên đang kỳ vọng ở vùng 15.5 đến vùng 16. Bản thân Superdong Kiên Giang nó cũng gần giống như những cái nhịp mà Hùng Lê phân tích Hòa Phát, hay giống như những cái nhịp Hùng Lê phân tích sóng ngành của ngành ngân hàng. Hùng Lê sẽ có một cái bản tin phân tích chi tiết hơn, cụ thể hơn về nội tại doanh nghiệp, về kết quả kinh doanh, về phân tích định giá cơ bản của cái thằng này. Và cái thằng này cũng sẽ là một cái miếng đánh mà để rồi sau đó 3 tháng nữa, 1 năm nữa hoặc là 1 năm rưỡi nữa thì chúng ta sẽ nói về cổ phiếu Superdong Kiên Giang tại những cái thời điểm Hùng Lê phân tích ở đây, chính là những cái thời điểm mà cổ phiếu này tạo nền ở vùng 11.5. Ok, đây là một mã cổ phiếu đáng để đầu tư, anh chị lưu ý. KDC cũng là một mã cổ phiếu mà Hùng Lê liên tục phân tích và theo dõi. Bản thân các anh chị nhìn những cái miếng đánh của KBC như thế này thì chúng ta nghĩ rằng là cái cổ phiếu này là cổ phiếu gà, cổ phiếu vịt, đúng không? Nó không đáng để chúng ta theo dõi, nhưng mà với những cái góc nhìn của Hùng Lê thì con gà con vịt nó sẽ biến thành con công, và khi nó biến thành con công thì chúng ta sẽ nhìn thấy con công nó đẹp như thế nào. Thì bản thân KBC, KDC, Kido, tại vì sao mà nó lại có một cái quá trình chỉnh giảm từ vùng 40 và cũng rơi về vùng 20, dưới 20 một tí, như vậy là cổ phiếu này cũng đã bị mất bao nhiêu các anh chị? Mất 50% giá trị. Và vì sao nó mất thì Hùng sẽ có những cái phân tích định lượng trên góc độ cơ bản của doanh nghiệp. Và đến thời điểm hiện tại, sau một cái nhịp đánh dẫn lên ở đây, tức là cái điểm tì bật của Hùng Lê, hay còn gọi là điểm xoay chiều trong lý thuyết Livermore, Hùng Lê thì rất tôn sùng Livermore. Tại vì sao lại tôn sùng ông ấy? Bởi vì là Hùng Lê lĩnh hội được những cái lý thuyết của ông ấy rất là hay. Mặc dù là Livermore, các anh chị biết là sau này ông Livermore ông bị chết vì tự tử và chết vì chứng khoán. Tuy nhiên, chính vì những cái bài học đắt giá của Livermore mà mình sẽ có những cái kinh nghiệm để mình tích lũy lại, và mình sẽ biến và mình sẽ tránh được những cái sai lầm của ông ấy. Thì KDC, cái điểm điểm Hùng 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 có phân tích và định lượng ở đây, đó là chính là vùng ở đây là khoảng vùng giá 17 đi, cho là 17 đi cho nó rực rỡ. Ở vùng 17 và đã có một cái nhịp đánh dẫn lên ở đây. Từ nhịp đánh dẫn này thì Hùng Lê đánh giá rằng là thằng này phải chỉnh, và chỉnh về đâu? Chỉnh về vùng 18. Thì hiện tại là cổ phiếu này đã chỉnh về vùng 18 anh chị nhé, chỉnh rồi, 18 rồi, ok, đang ở vùng 19.2, không sao cả. Cổ phiếu này nó sẽ cứ túc tắc lượn lờ, khả năng nó đi đến vùng 22 và sau đó chạm về vùng 20. Và những cái điểm mua cho một kênh xu thế của thằng này, đó là những điểm mua vị thế ở vùng giá 18. Các anh chị lưu ý, đó là những cái vùng là chúng ta sẽ gom khoảng tầm 30% số chúng ta định mua, và chúng ta sẽ chờ những cái cơ hội để chúng ta mở những điểm mua hết. KDC là một trong những cái mã cổ phiếu Hùng Lê đánh giá rằng nó đã hay rồi đấy, và nó đang có những cái tín hiệu để giúp cho Hùng Lê có được những cái phân tích định lượng nó hay hơn về mã cổ phiếu này, và chúng ta sẽ cần thêm thời gian, bởi vì bản thân là KDC nó cũng khá giống với mã cổ phiếu Bình Minh BMV đó. Nó đang trong những cái quá trình tạo nền như thế này thì nó sẽ cần rất là nhiều thời gian, và chính vì vậy nên là chúng ta cứ đưa vào những cái danh mục chúng ta quan sát.
Ở khu công nghiệp thì D2D, NTC thôi, chúng ta không phân tích những cái anh chị nhé. Chúng ta đưa cái mã cổ phiếu này, cái cả mã cổ phiếu này cũng là mã cổ phiếu gà vịt. Đó, nó gà vịt thì nó cũng đúng, mà nói không phải gà vịt thì nó cũng không đúng. Đấy, nó đại loại là tùy từng góc nhìn của các anh chị. Nhưng với góc nhìn của Hùng Lê, đây là một mã cổ phiếu thanh khoản nó thấp và cái mức độ chia cổ tức của nó cực kỳ tốt từ khi lên sàn từ vùng giá 5. Và hiện tại bây giờ đã được nhân 8 8 năm 40 cộng với cổ tức hàng năm nữa thì không biết là bây giờ mã cổ phiếu này đã được nhận được bao nhiêu phần trăm lợi nhuận từ lúc nó lên sàn. Và cái thằng này thì đặc điểm của nó là nó thanh khoản nó thấp, chính vì vậy nên là chúng ta đầu tư ở một cái góc độ ăn cổ tức lâu lâu dài dài thì được. Những cái nhịp đánh về vùng 40 sau đó không gãy ở vùng đây, Hùng đang để bao nhiêu 33 gì đấy các anh chị, vùng 33 thì cổ phiếu này nó sẽ có xu thế kéo kéo lại về vùng 40 rồi, và bây giờ thì đích đến tiếp theo nó là ở 50. Xa xa hơn thì chúng ta sẽ chờ tiếp, nhưng mà cơ bản là nhịp này thì đánh về vùng 50 hợp lý. Như vậy là cũng 40 10 50, như vậy cũng tầm 25% nữa. Tuy nhiên cổ phiếu này thanh khoản thấp và cái phương án để chúng ta đầu tư thì chúng ta đầu tư ở một cái góc độ vừa phải và chúng ta ăn cổ tức. Vinamilk thì đã phân tích rồi, vùng 116.5 MWG PNG. Ok. Công nghệ có FPT và bây giờ chúng ta sẽ phân tích mã cổ phiếu DGWK. Đến thời điểm hiện tại này thì rất nhiều những anh chị đã bắt đầu mới chat với Hùng Lê là hỏi là có mua DGWK không, thì bây giờ giờ này còn mua cái gì nữa, đúng không ạ? Bản thân là ở bên kia con dốc thì Hùng cũng đã có những cái phân tích định lượng từ vùng 22 và đánh chạm vùng 26 đến vùng 27 ở đây. Đấy là cái bên bên kia con dốc, và sau đó thì những nhịp trình giảm của DGWK, rất nhiều những anh chị bắt đầu đến đoạn này là cóng và cắt lỗ. Thì Hùng Lê cũng đã có những cái phân tích định lượng là chúng ta cứ bình tĩnh về đến vùng 22, là về đến những cái vùng phân tích định giá khá là cơ bản, khá là sát với giá trị thực của DGWK rồi, thì chúng ta cứ bình tĩnh ở vùng đó. Chúng ta chờ tích lũy lại, và đây chính là một cái nhịp tích lũy rất đẹp này. Nhịp đánh lên, rũ lại, và sau khi những cái nhịp rũ này ở vùng 22.5 thì chính thức là Hùng Lê khuyến nghị chúng ta mua, gia tăng tỷ trọng, và đến thời điểm này thì không còn mua nữa các anh chị. Thời điểm này để canh chốt. Và hiện tại thì đã hoàn thành cái mục tiêu của Hùng Lê, đó là mục tiêu ngắn là đánh chạm lại về vùng 22.5 đến vùng 26. Mục tiêu ngắn là như vậy, và đến vùng này thì chúng ta lại bán xong thì cổ phiếu nó lại rơi lại thôi, rơi lại, và chúng ta sẽ có những cái phân tích định lượng ở đây. Và khả năng cái nhịp rơi này nó sẽ song trùng với nhịp chỉnh của VN Index khá là đẹp. Mọi thứ nó đều hoàn hảo, đúng không? Rất là hoàn hảo luôn. Từ những nhịp phân tích định lượng chúng ta mua và chúng ta chốt cùng song trùng với nhịp của VN Index. BMP không có gì, BMP thì Hùng phân tích rồi, nhựa Tiền Phong. Đấy, mã cổ phiếu nhựa Tiền Phong. Tại sao nếu như chúng ta nhìn thì chúng ta nhìn thấy ô trời, cái thằng này nó cứ đi ngang đi ngà, đi ngang đi ngà như này thì chúng ta phân tích để làm gì và chúng ta xem nó để làm gì đó. Nhưng mà chúng ta nhìn lại lịch sử tạo lập của nhựa Tiền Phong, cũng đã có một nhựa thiếu niên Tiền Phong cũng đã có một nhịp tăng cực kỳ là ấn tượng từ vùng giá đâu đó, cứ cho khoảng từ vùng 20 đi, đúng không ạ, về vùng 60, tức là cũng nhân 3, về vùng 70 đó thì cũng hơn nhân 3 đó. Một cái nhịp đầu tư như vậy thì có sướng không ạ? Hùng Lê nghĩ là rất là ok, chúng ta không phải có gì, có một cái nhịp đầu tư mà nhân 3 tài khoản thì đấy là một một trong những cái cực kỳ thành công trên thị trường chứng khoán. Bản thân nhựa Tiền Phong bây giờ nó cũng chưa có gì cả, nếu như chúng ta mà túc tắc thì chúng ta cứ mua ở vùng giá 30 để chúng ta chờ đón một cái nhịp ở bên này. Nói chung là nó còn dài đấy, bởi vì cái thằng này nó đấy, các anh chị nhìn thấy đấy, nó cứ đi vờ đi vịt, nhưng mà nó lên này, để đi lên này, rồi nó lại giảm này, đó, nó cứ đánh đánh và đánh gà đánh vịt thế này thôi đó, kệ nó, không sao cả. Và đến một cái thời điểm nào đó sau những cái điểm vị thế mua gom thì sẽ có một cái điểm bứt phá ở đây. Ở một cái điểm bứt phá đó chính là cái điểm mà chúng ta sẽ mở những cái điểm mua cuối cùng, điểm mua hết để chúng ta đánh tốc lực mã cổ phiếu này, thì sẽ chờ ở bên kia còn được và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Ở một số các cái mã cổ phiếu đầu cơ PEN thì nó trong cái giai đoạn hiện tại thì cũng không có nhiều. Phân tích mã cổ phiếu ASM, bởi vì ASM nó liên quan đến ngành thủy sản, mà thủy sản thì nó lại có đến ông MPC, nên chính vậy nên chúng ta sẽ xem điểm ASM.
Đây là trên biểu đồ nến tuần của cổ phiếu mã cổ phiếu ASM. ASM là một trong những cái mã cổ phiếu mà nó mang cái tính chất đầu cơ cực kỳ cao. Và Hùng Lê đã có những cái thời gian làm việc với đội đội lái, tức là cái đội nói đội lái thì nó hơi 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 ấy một tí, tức là đội tạo lập thì nghe nó có vẻ nó ổn hơn, tức là đội tạo lập của cổ phiếu này. Thì cái cách thức đi của cổ phiếu nó nếu như chúng ta đua theo những cái phiên xanh này thì ngay lập tức là về đến đây là chúng ta chết này, đua theo xanh đây là chúng ta chết này. Nhưng mà khi mà chúng ta tìm được những cái điểm hỗ trợ, những cái điểm phân tích rất là tốt thì chúng ta sẽ có thể bơi theo cá mập được, bơi theo được. Và lịch sử tạo lập thì con này nó cũng đánh khá là kinh, ở nhịp này là đánh từ vùng 4 lên vùng 14, tức là cũng 3 4 12 đó, tức là cũng nhân 3 nhân 3. Ở trong thời điểm hiện tại này thì Hùng đang đang cố gắng đọc tình huống. Đọc tình huống ở đây là vùng 6.15 đến vùng 6 các anh chị nhé. Vùng 6.15 đến vùng 6. Đây là cái tình huống, đây là cái điểm mà chúng ta sẽ căn cứ vào đây để chúng ta có thể 6 này. Đó, 6.15. Một số các tài khoản thì đã mua, và đến cái thời điểm mà khi mà cổ phiếu này rơi về đến vùng 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 6, vùng đây vùng 6.15 là hốt hoảng lắm, liên tục là chat với Hùng Lê bảo là bây giờ làm thế nào, xử lý nào, bảo cứ bình tĩnh không sao cả. Và đúng là sau hai cây đấy, sau hai cây bình tĩnh thì nó cũng lên hai cây 6.5, tức là cũng động viên an ủi được phần nào đúng không ạ? Đấy, sau cái sự bình tĩnh đấy thì cũng, và như vậy thì chạm về đây à? Nghe hơi căng nhỉ, ngắn thế nhỉ, 6.7 thôi à, 6.7, khả năng về 6.7 lại dội tiếp, tức là cái đoạn này là cái đoạn mà nó đang oằn tà là vằn các anh chị. Đoạn oằn tà là vằn thì nó cứ như thế thôi, nó phải oằn tà là vằn đến lúc mà những cái nhà đầu tư cá nhân nôn thốc nôn tháo hết thì khi đó nó mới đánh vượt vùng 7.5 đấy. Tạo lập là nó không cho các anh chị đi theo cùng đâu, khó lắm, nhà đầu tư cá nhân rất khó để đi theo tạo lập. Trừ khi là chúng ta có những cái phân tích rất là sâu và có những cái phân tích định lượng thì chúng ta mới bơi được theo tạo lập. Đây ví dụ như là chạm về vùng 6.15 chúng ta mua này, thì đây là đã có thể là T0 thế đấy, và chạm về đây chúng ta bán, như vậy là chúng ta tạm tạm bơi theo tạo lập được đó. Nhưng mà chúng ta đua những cái phiên xanh ở đây đúng không, thì chúng ta về đây là chúng ta hốt hoảng rồi và chúng ta bán thốc bán tháo thì tạo lập họ lại gom vào, họ lại kéo lên đấy, thì cái cách thức nó là như vậy. Chính vì vậy nên là chúng ta cũng phải rất là nghiên cứu rất là kỹ đúng không ạ? HHS, miếng đánh của HHS hiện tại, HHS cũng là một mã cổ phiếu pen. Vùng hỗ trợ của nó là 3, nó chạm vùng hỗ trợ thì bật lên các anh chị này, chạm hỗ trợ bật lên, và vùng kháng cự ở đây thì là 3.6. Trong miếng đánh này thì em pen này thì em sẽ đánh chạm vùng 3.6, có thể kéo qua vùng 3.6 nó chỉnh lại ở vùng 3.4. Sau đó một cái nhịp kéo tiếp theo nó kéo về vùng 4.0 thì đẹp. Ở đây chỉ là những cái nhịp nhịp tạo lập đầu tiên thôi. HHS cũng đã có lịch sử của HHS thì cũng đã có những cái nhịp tạo lập rất là hay, rất là hay anh chị, rất là hay. Và thời điểm hiện tại thì Hùng đánh giá rằng pen pen HHS cũng là một mã cổ phiếu rất là hay. Những anh chị mà yêu con thích con này thì Hùng đã có phân tích từ những tuần trước rồi, và vùng hỗ trợ thì đã để sẵn ở đây vùng 3. FLC, FLC cũng là một con đình đám, đình đám bởi những cái thương vụ của anh Quyết kinh quá. Thôi không sao cả, chúng ta vẫn cứ phân tích đúng không ạ? Bản thân cổ phiếu FLC, FLC thì cũng có đánh giá rằng sau một cái nhịp tạo lập ở đây thì cổ phiếu này nó sẽ có xu hướng test lại nền, và cái nền test của nó rất là quan trọng. Ở đây là nền 4 đến nền 4.2. Nếu như cái nền này nó test thành công và nó tích lũy lại được và nó vượt thoát lên, vượt thoát lên thì cơ bản là vẫn hai cái mục tiêu đến ở đây của FLC đó là vùng 5 này và vùng 5.5, hoàn toàn có thể đạt được. Với tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì cơ bản tuần trước thì có 3 phiên giao dịch nên là cũng chúng ta cái nến này nó cũng chưa thực sự là đánh giá được hết. Nhưng về cơ bản và tổng thể, nhưng về cơ bản và tổng thể thì Hùng nên đánh giá rằng là chúng ta sẽ chốt ở vùng 5 và vùng 5.5. Một số tài khoản cũng đang nắm giữ mã cổ phiếu này, đang nắm giữ pen này thì cũng đang theo khá là sát cái động thái của FLC để có những cái tư vấn cho những cái tài khoản này nó ở trong một cái góc độ tốt nhất và khách quan nhất. AMD và 2.
Bản thân AMD thì Hùng Lê đã có một cái nhịp phân tích ở bên này con dốc đúng không ạ? Đánh rất là tưng bừng, ăn được tương đối và bây giờ thì AMD đã chạm về vùng hỗ trợ. Vùng hỗ trợ ở đây chính là cái vùng mà chúng ta đã định sẵn ở đây là vùng 1.6 và vùng 1.8. 1.8 và biên trung bình của nó là 1.7. Ở đây anh chị nhé, biên trung bình 1.7. Và bây giờ một số anh chị hỏi là đã mua chưa thì theo Hùng Lê là cứ bình tĩnh, chưa gì phải vội cả. Những cái tín hiệu hồi ở đây T0, T1, T2, T3 nó sẽ chạm lại đây này, chạm lại đây này, xong dội phát nữa, rũ phát nữa, rũ về đây này. Xong đó thì lực cầu nó sẽ xuất hiện khoảng tầm độ 5 triệu cổ phiếu chúng ta mua. Ok, mua nhá, mua 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 và lại hành trình thôi. Đó. Và chúng ta phải nhìn này, nhìn cái cách tạo lập của thằng thằng AMD, tức là thằng AMD là khi mà nó đã rũ xả, tức là chú ý này, những cái phiên đây là những phiên rũ xả này, đây cũng là những cái phiên rũ xả phân phối này. Thì sau những cái phiên rũ xả phân phối này thì chúng ta phải bình tĩnh, chúng ta phải chờ. Đó. Anh nào nóng vội mà cứ đua theo những cái phiên xanh thì chúng ta sẽ bị thất bại. Chúng ta sẽ bình tĩnh, chúng ta chờ. Và những cái nhịp mà tích lũy và quăng cuột ở đây này nó đánh khoảng 1 2 tuần nữa thì chúng ta may ra chúng ta mới có thể quay lại để chúng ta có những cái điểm mua tốt của thằng AMD. Song trùng với thằng AMD đó là thằng hai hai anh em thì ông hai cũng đã chạm về vùng ở đây, vùng giá mục tiêu của chúng ta ở đây là vùng 2.2 đến vùng 2.5 và biên trung bình thì có thể chúng ta đã đẩy cái biên trung bình này ở giữa cái này, tức là khoảng 2.2.35 đi cho nó đẹp đúng không ạ? Thì bản thân ông này cũng như vậy, ông này ông cũng sẽ đánh đánh lên đánh xuống ở đây này, đó đánh lên đánh xuống ở đây này, sau đó thì tích lũy lại này, lúc đó thì chúng ta chờ những cái phiên mà ông này ông có tín hiệu này và sau đó thì Hùng sẽ có những cái phân tích định lượng tiếp theo. Nhịp đánh này của hai, ok, nhịp đánh này của hai cũng chỉ mới là nhịp khởi động thôi. Đấy, chỉ mới là nhịp khởi động thôi. Nhịp đánh này này, nhịp đánh từ vùng đâu ạ? Từ vùng 2 đến vùng 4.5, tức là cũng nhân đôi rồi đấy, nhân 2. Nhân 2 thì cũng là một cái nhịp khởi động thôi và sau đó thì hai nó sẽ có những cái nhịp đánh thần thánh ở sau này thì chúng ta sẽ canh để chúng ta mua và khi nào có những điểm mua thì ông Lê sẽ có những cái phân tích và định lượng cho các anh chị. Nếu như mà kết tuần thì sẽ phân tích ở trên video, còn nếu trong tuần thì sẽ phân tích ở trên team Zalo. Dabaco và HT1 DBC. Bản thân Dabaco thì chúng ta không thể đánh ở trên nền ngày được. Dabaco Hùng Lê có một cái điểm ở đây đó là cái điểm 22 đến 2.5, đó là điểm hỗ trợ và điểm kháng cự hiện tại của Dabaco đang là vùng 26. Và em Dabaco này thì chúng ta cũng nhìn nhận ở trên những cái góc độ là em này em ấy đang chuyển mình thôi, đang chuyển mình và Dabaco sẽ có một cái nhịp đánh đánh dài đấy, chị yên tâm. Tạo lập là bây giờ nó đang đạp hết nhà đầu tư cá nhân ra và sau khi đạp hết được nhà đầu tư cá nhân ra thì lúc đó tạo lập nó sẽ đánh và cái vùng mà Hùng Lê đánh giá để có một sóng dài ở đây là vùng 22 đến vùng 22.5. Nó giống như mã cổ phiếu DRC hay là đúng rồi, nó cũng khá giống đường đi của con này, nó khá giống với mã cổ phiếu đó. HT1 đó, HT1 nếu như chúng ta nhìn ở đây thì đúng là con này là con gà, không phải con công. Tuy nhiên HT1 thì nó cũng thích hợp với những cái cách đầu tư nó mang tính chất trung và dài hạn. Và cái miếng đánh này, nhịp đánh này sau khi mà Hà Tiên Một tích lũy tốt và thành công tại vùng giá 10 ở đây thì đã đánh về vùng 16. Vùng hỗ trợ ở đây Hùng đánh giá vùng 14. Hà Tiên Một thì Hùng đã có phân tích khá là dài rồi. Những cái nhịp đầu tư dài có thể canh mua ở vùng 14. Đích đến tiếp theo 24 à? Ôi sao lại target lại lớn thế nhỉ? Có đạt được không ta? Đây, dòng tiền đánh được nhưng mà trước mắt tạm 22 thôi các anh chị nhé, 24 nghe nó hơi kinh nhưng mà khả năng nó sẽ đạt được về vùng đấy đấy, từ vùng 14 đánh về vùng 22 tăng 8.000 như vậy là cũng được,
tạm ổn đối với mã cổ phiếu Hà Tiên xi măng, vật liệu xi măng. Cổ phiếu này thì cũng đánh giá cũng đang khá là đẹp, khá là ok. Được, ok, như vậy là Hùng Lê cùng với các anh chị chúng ta đã có một bản tin video số 88 để phân tích định lượng thị trường ở trong một cái tuần đầu tiên của năm mới, trong một tuần đầu tiên của năm mới. Và để nhận các cái thông tin phân tích chuyên sâu thì mời các anh chị về đồng hành với team của Hùng Lê, kênh chứng khoán trên kênh YouTube thì đã rất là quen thuộc với tất cả những anh chị em của chúng ta rồi, chứng khoán chiến binh trên từng con sóng, trên kênh Facebook thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Zalo của Hùng Lê 0968279555, và hiện tại thì Hùng Lê có hai group. Group 1 tức là các cái tài khoản mở tại VPS và thuộc team của Hùng Lê. Các anh chị lưu ý nhé, mở tại VPS nhưng phải thuộc team của Hùng Lê quản lý, tức là thuộc ID quản lý của Hùng Lê. Thì Hùng Lê sẽ add vào cái room Zalo VPS N01 để chúng ta nhận những cái thông tin hàng ngày và để tương tác trực tiếp với Hùng Lê. Và có một cái group thứ hai, đấy là tổng kho OT 028 Hùng Lê R9, thì kho là cái group này thì Hùng Lê đang mở, tức là các anh chị có thể tham gia miễn phí. Và ở trên cái group này thì cái mức độ tương tác của Hùng Lê nó sẽ bị thấp hơn, và Hùng Lê sẽ có những cái bản tin cơ bản, ví dụ những bản tin vào tối ngày Chủ nhật và tối ngày thứ tư thì Hùng Lê sẽ gửi lên trên đó. Ok, như vậy là chúng ta vừa mới hoàn thành xong, và Hùng Lê cũng xin một lần nữa kính chúc đại gia đình của chúng ta, cộng đồng nhà đầu tư trên khắp mọi miền của Tổ quốc và tất cả những anh chị em đang đồng hành cùng Hùng Lê trên kênh chứng khoán chiến binh trên từng con sóng một mùa xuân mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc, sức khỏe, và một năm sẽ thành công trên thị trường chứng khoán và luôn luôn đồng hành và ủng hộ Hùng Lê. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà.